chương 1142, Hỏa Long kiếm bí mật. Huyền thần cung rời đi tuyết vực sau bắt đầu độn thiên, lần này không có đi đông hoàng đại lục, mà là hướng tội đảo phương hướng một đường độn thiên mà đi. Bác đế thủ giang giật nghĩ báo, không bằng hắn biết mình giết không chết bác đế, coi như hủy đi bác đế lâu đài, huyết tẩy vũ ra bốn vực cũng ý nghĩa không lớn. Hắn đã đáp ứng huyền đế, có thể không giết người tự tận lực không nên giết, sở dĩ hắn tạm thời đem chuyện này đè ép xuống, chờ chính mình có năng lực lại đi một nồi đạp, đem vũ gia tộc trưởng gia chủ các trưởng lão toàn bộ đánh giết. Khi biết y phiêu phiêu bộ phận tình huống về sau, Giang giật áp lực lớn hơn, bác đế chúc chuyện này căn bản không tính sự tình. Giống như hắn có thể phá toái hư không đi thượng giới tìm kiếm y phiêu phiêu, diệt sát bác đế cũng chính là trong nháy mắt sự tình, sở dĩ hắn ngược lại không gấp. Tô như tuyết sự tình là nhất gấp, kia thần bí phù độc vạn nhất có thể ăn mòn linh hồn của nàng, hoặc là để nàng đời này không cách nào khôi phục ký ức, Giang giật có thể muốn tại trong thống khổ vượt qua cả một đời sở dĩ hắn dự định lập tức trở về tội đảo, lại đi vô tận biển sâu tìm ngao lư. Ra mấy năm, hắn cũng rất muốn niệm tiền vạn quán phượng loan các nàng, không yên lòng nhất liền là một người lưu tại vô tận biển sâu giang tiểu nô. Huyền thần cung tại vết nứt không gian bên trong hành tẩu một mực rất an toàn, trên đường cũng rất bình tĩnh, bất quá giang giật có chút công việc, hắn căn bản không có thời gian đi tu luyện, cũng không có thời gian đi lĩnh hội huyền đế lưu lại thiên hỏa càng không có thời gian đi nghiên cứu hỏa long kiếm hắn mỗi ngày muốn truyền tống đến truyền tống đi, thoáng cái đi doãn nhược băng nơi đó, thoáng cái đi tô như tuyết nơi đó, thoáng cái lại đi mại yêu nhi nơi này. Hắn không dám nghe chiến vô song đem ba người nhét vào một khối, doãn nhược băng xuất thân cao quý lòng tự trọng rất mạnh, tô như tuyết mất trí nhớ, bản thân có chút mâu thuẫn hắn, mại yêu nhi lẻ lo hưu quạch, lần thứ nhất rời đi tuyết vực đi theo hắn lưu lạc thiên nhai, nội tâm khẳng định có ta thấp thỏm cùng sợ hãi, nếu là đem ba người nhét vào cùng một chỗ, rất dễ dàng xảy ra chuyện sở dĩ hắn chỉ có thể ba đầu chạy, để ba người có ra cảm giác. Doãn nhược băng tốt một chút, tương đối độc lập, bồi mấy ngày bắt đầu đi lính hội huyền đế thiên họa đi. Tô như tuyết cũng tốt một chút, dù sao có ngũ trưởng lão bồi tiếp, chỉ có ma yêu nhi cái này mấy ngày trạng thái tinh thần phi thường tranh lệch, vừa mới rời đi ma thần cùng thiên ma sơn, nội tâm có chút thương cảm. Hô hô, ngày hôm đó giang giật lại từ doãn nhược băng chạy chỗ đó đến, phát hiện ma yêu nhi chính một người co quắp tại trên giường nghỉ ngơi, lần này ngủ rất say, hắn có chút thở ra một hơi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhìn qua ma yêu nhi. Tiểu ma nữ này từ khi đi theo hắn sau tính tính tốt rất nhiều, có lẽ cũng là đúng là lớn rồi, chưa từng phát đại tiểu thư tính khí, giờ phút này yên tĩnh ngủ say cũng tựa như một cái ngủ mỹ nhân, ngọt ngào ấm áp. Giang giật ngồi một hồi buồn bực ngắn ngẩm, linh cơ khẽ động lấy ra hỏa long kiếm. Hỏa long kiếm đem huyền thần đao nuốt chừng lấy, bực này của quái chuyện kỳ dị hắn một mực không có thời gian nghiên cứu, giờ phút này có thời gian tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Huyền thần đao là thần khí, giờ phút này hỏa long kiếm khí thức so huyền thần đao càng cường đại mấy phần, giống như có thể triệt để khu động thanh kiếm này, hắn chiến lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Huyền đế nhưng mà năm đó cầm huyền thần đao chu diệt không biết bao nhiêu đại yêu, cuối cùng vẫn là một đao chém nát hư không phi thăng. Ong ong, một lấy ra hỏa long kiếm thân kiếm lại bắt đầu rung động không ngừng, giang giật sợ đánh thức mà yêu nhi vội vàng truyền tống đi phụ cận trong một cái đại điện hai tay của hắn bắt lấy hỏa long kiếm nhưng lại phát hiện kiếm này thân rung động quá lợi hại hắn đều có chút cầm không được xu thế giang giật trong tay sáng lên một đạo nguyên lực nếm thử thôi động hỏa long kiếm nhưng hắn phát hiện nguyên lực căn bản quán chú không đi vào này hỏa long kiếm hoàn toàn không bị khống chế hắn nhìn xem trên thân kiếm ba đầu long văn cau mày chăm chú nhìn thời gian một nén nhang cũng không có bất kỳ phát hiện nào hắn nhô ra thần thức kết quả thần thức vừa mới quét vào thân kiếm lại bị ngăn cách đồng dạng không cách nào dò xét nếu không phải hắn cùng hỏa long kiếm còn có một tia tinh thần liên hệ hắn đều không tin tưởng thanh này liền là hắn dùng nhiều năm binh khí đúng rồi thiên nhân hợp nhất hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tại cái này trong trạng thái hắn có thể dung nhập phương thiên địa này cũng có thể dung nhập hỏa long kiếm bên trong từ đó nhẹ nhõm dò xét cha lý mặt hết thảy cái này tìm tòi cha quả nhiên phát hiện vấn đề cái này hỏa long kiếm bên trong không trọn vẹn cấm chế làm sao bổ sung rất nhiều cái này sao có thể Giang giật đầy mắt kinh ngạc mở to mắt, hỏa long kiếm là hắn quốc chiến đệ nhất sau thanh long hoàng triều ban cho cho hắn. Khi đó hắn phát hiện hỏa long kiếm bên trong cấm chế không trọn vẹn, còn tưởng rằng bị hố. Không nghĩ tới đằng sau hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu dung hợp sau uy lực đại tăng, ít nhất nhưng so sánh siêu thánh khí. Còn càng tà dị, thôn vệ huyền đế huyền thần đao, kiếm bên ngoài nhiều một đầu hỏa long văn không sao, bên trong không trọn vẹn cấm chế trận pháp thế mà bù đắp một phần nhỏ. Một cái binh khí uy lực lớn hay không, ở chỗ cấm chế bên trong trận pháp có bao nhiêu cường đại, đương nhiên binh khí cấp bậc cao, uy lực quyết định bởi ở trong đó khí linh, nhất cường đại cổ khí thì tại ở trong đó ngưng khắc đạo văn mạnh yếu. Giang giật mấy năm trước gần như không có sử dụng hỏa long kiếm, cũng là bởi vì kiếm này cấm chế bên trong trận pháp là không trọn vẹn, cũng không có khí linh, càng không có ngưng kiếm đạo vận. Kiếm này chẳng khác nào là gân gà, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Trong binh khí cấm chế cùng trận pháp, cái này muốn luyện khí đại sư mới có thể dung luyện bổ đủ, Giang giật tại tội đảo hỗn suốt đầu về sau, gần như tự không thiếu binh khí, cũng liền một mực không có suy nghĩ lấy đi sửa bổ hỏa long kiếm. Không nghĩ tới, nay hỏa long kiếm không chọn vẹn cấm chế trận pháp tự động bổ đủ gần một nửa. Giang giật suy nghĩ thoáng cái, hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác sai lầm hắn lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, do xét 4, 5 lần, phát hiện cũng không có cảm ứng sai, hỏa long kiếm cấm chế trước kia chỉ có gần nửa là hoàn chỉnh, lại tiếp cận một nửa là hoàn chỉnh. Ừm, không đúng do xét một hồi giang giật đột nhiên sâu trong linh hồn có một tia rung động hắn cảm giác hỏa long kiếm bên trong có một gỗ như có như không ba động thật giống như lúc trước hỏa vân khải bên trong lại có khí linh đích thật là khí linh hắn dụng tâm đi bắt giữ đi cảm ứng rất nhanh xác định hỏa long kiếm bên trong hoàn toàn chính xác xuất hiện khí linh hắn đôi mắt đột nhiên mở ra càng thêm chấn kinh chẳng lẽ cái này khí linh là huyền thần đao hỏa long kiếm dung hợp huyền thần đao đem bên trong khí linh cũng dung hợp giang giật thì thào vài tiếng, nhìn qua có chút rung động tựa hồ tránh thoát bàn tay của mình hỏa long kiếm, cảm giác là như vậy lạ lẫm mà thần bí. Hắn trầm tư một lát, đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, hắn xác định mấy giờ, đệ nhất hỏa long kiếm khẳng định có lai lịch lớn, so huyền thần đao phẩm cấp cao hơn, nếu không cũng sẽ không trái lại thôn vệ thần khí. Thứ hai, hỏa long kiếm lần thứ nhất dung hợp hỏa long châu uy lực đại tăng, lần này dung hợp huyền thần đao, uy lực lần nữa tăng nhiều, mà lại nhiều một con rồng văn, không chọn vẹn cấm chế bổ đủ một phần nhỏ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hỏa long kiếm còn không phải đỉnh phong nhất hoàn chỉnh nhất, nó còn có thể tiếp tục dung hợp khác binh khí bảo vật, uy lực tăng thêm một bước. Lão thiên, nghĩ tới đây, sang giật cả người đều khuấy động không thôi, không bằng hắn nội tâm dâng lên một cái càng lớn nghi hoặc đã thanh kiếm này địa vị to lớn như thế, hắn tại sao lại ra thiên tinh giới? chương 1143, vạn quán đâu? Suy nghĩ mấy ngày, hỏa long kiếm vẫn là nhìn không thấu, không thể luyện hóa cũng không có cách nào khu động, giang giật chỉ có đưa nó ném vào cổ thần nguyên trong nhẫn, tiếp tục bồi tiếp ba người. Tội đảo rời đi Đông Hải Đại Lục cũng không phải là rất xa, chỉ là cách một cái tội hải, huyền thần cung độn thiên tốc độ so giang giật độn thiên nhanh hơn rất nhiều, sở dĩ chỉ là bảy tám trời, giang giật tựu đã tới tội hải. Tại tội hải bên trong giang giật ra một lần, lợi dụng thần niệm dò xét, xác định mới hướng về sau tiếp tục độn thiên, chờ 3 ngày sau xuất hiện lần nữa lúc, huyền thần cung trực tiếp ra lục ra bạch long quần đảo bên trong. Hiu hiu hiu, hắn xuất hiện là một cái tương đối lớn hòn đảo, phụ cận không có thành trì ngược lại có mấy cỗ tương đối cường đại sơn phỉ quân đoàn, huyền thần cung đột một xuất hiện lập tức kinh động đến phía dưới mấy cái sơn phỉ quân đoàn. Huyền thần cung, có hai cái lớn sơn phỉ quân đoàn nhận ra huyền thần cung, sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng phất tay để quân đoàn người rút lui. Ngược lại những cái kia tiểu sơn phỉ quân đoàn đần độn vào tới, coi là trên trời rơi xuống dị bảo, ý đồ tranh đoạt. Giang giật thần thức quét qua, phát hiện là những cái kia tiểu sơn phỉ quân đoàn thực lực tối cường chỉ có thượng giai thiên quân, hắn động thủ hứng thú cũng không có, lạnh giọng hét một tiếng nói, không muốn chết tự toàn bộ lăn đi, ta là Giang giật. Rất nhiều sơn phỉ nghe được phía trước một câu giận tím mặt, nghe phía sau câu nói kia sau lại dọa đến kém chút hồn phi phách tán, thân thể nhao nhao run lên, tiếp lấy bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Vị này giang ra thanh danh quá lớn, Tại thần tứ bộ lạc chọc 13 gia tộc có lẽ có thể sẽ không chết, nhưng nếu là chọc giang giật kết cục chỉ có một con đường chết, giang giật uy danh hiển hách thế nhưng là tại trong núi thây biển máu giết ra tới. Các loại chờ sơn phỉ đào tẩu về sau, giang giật lần nữa độn thiên mà đi, lần này một cái độn thiên trực tiếp ra thần tứ đảo phụ cận, rời đi thần tứ thành chỉ có nửa ngày lộ trình. Giang giật thần niệm dò xét một trận, dứt khoát cũng không độn thiên, cứ như vậy nghênh ngang hướng thần tứ thành bay đi. Nhược băng, nơi này chính là thần tứ đảo, nửa ngày sau liền có thể đến thần tứ thành, người có muốn hay không xuống dưới chơi đùa giang giật ngồi tại huyền đế trong các, ôm doãn nhược băng nhẹ giọng hỏi. Không ra ngoài dữ liệu của hắn, doãn nhược băng lắc đầu nói, giang giật, ta tựu không đi ra, tội đảo cùng đông hoàng đại lục là đối lập, chúng ta cửu đế gia tộc từ nhỏ đã lập chí hủy diệt tội đảo, rửa sạch sỉ nhục. Chỗ kia ta nếu dám đi vào, đoán chừng gia tộc sẽ lập tức đem ta khu trục ra khỏi nhà, ta tại huyền thần cung đợi tựu rất tốt, ta phải nghĩ biện pháp cảm ngộ huyền đế thiên hỏa, vậy thì tốt, ta hội cách mấy ngày vào đây cùng ngươi một lần. Giang giật nhẹ gật đầu, doãn nhược băng lại cười nói, ngươi không cần cố ý vào đây, trong lòng ngươi có nhược băng là được, cái khác không trọng yếu. Lại nói ta cảm giác ngộ thiên tranh, ngươi thoáng cái lại lai xứ phá hư, còn gọi nhân ra tu luyện thế nào a? À? Cái gì gọi là dở trò xấu là thế này phải không? Giang giật ôm lấy doãn nhược băng bờ eo thon tay, lặng yên hướng lên trên mặt di động mấy phần, cảm nhận được cái này động lòng người nữ tử rất tự hào cùng mềm nhún khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà mị mỉm cười, tiến đến doãn nhược băng bên tai nhẹ giọng nói ra, nhược băng a, à, ngươi nhìn cái gì thời điểm chúng ta ôn lại thoáng cái lần trước làm sự tình lần kia tại phong đô thành, ta một lòng cảm ngộ ngươi truyền tới thần vận, đều quên tư vị gì. Đồ lưu manh, doãn nhược băng đại xấu hổ, bắt lấy giang giật tay liền muốn tránh thoát hắn ma thủ thoát đi, ai ngờ giang giật thoáng cái đứng dậy chặn ngang đem doãn nhược băng bế lên, sau đó đưa nàng trùng điệp nhét vào trên giường lớn. Ai nha, doãn nhược băng cái mông tê dần, cuống quyết bò lên liền muốn đào tẩu, nhưng giang giật tốc độ quá nhanh, thoáng cái chuồn tới đem doãn nhược băng đặt ở dưới thân, miệng rộng cuồng dã ngậm chặt doãn nhược băng miệng nhỏ, hai tay càng là thô bạo trực tiếp đem doãn nhược băng quần áo xé rách, bá đạo thô lỗ tới cực điểm. Ca, người điểm nhẹ, đều làm đau ta, doãn nhược băng bị hôn đến hít thở không thông, nhưng toàn thân làn da đều trở nên đỏ tươi, miệng nhỏ khẽ nhếch thổ khí như lan, hai tay lúc đầu tại đẩy ra giang giật nhưng bị hắn cuồng dã tiến công làm cho triệt để đánh tơi bời ngược lại chậm rãi bắt đầu chủ động nghênh hợp phản hôn giang giật. Hắc hắc, tiểu đệ từ quả nhiên là người trước phu nhân, trên giường đáng phụ, về sau xem ra có thể hảo hảo điều giáo một phen A. Giang giật nhìn xem doãn nhược băng kịch liệt phản ứng nhếch miệng cười một tiếng, hắn phi thường tinh tường loại này quý tiểu thư bình thường càng là biểu hiện được khôn khéo, trên giường một khi buông ra sau là cực kỳ cuồng dã phượng loan như thế, thanh ngư cũng là như thế. Theo áo bảo dần dần giảm bớt, theo doãn nhược băng càng ngày càng động tình, trên người nàng mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Loại kia thấm người mùi thơm sen lẫn mùi thơm cơ thể để giang giật triệt để trầm luân, doãn nhược băng loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, còn ẩn ẩn áp chế chính mình tình muốn thần sắc, càng làm cho giang giật điên cuồng, hắn quên đi hết thảy yên lặng tại yêu trong hải dương. Một trận đại chiến trọn vẹn giao chiến hơn phân nửa canh giờ, cuối cùng dùng doãn nhược băng liên tục cầu khẩn chấm dứt. Giang giật nhìn qua tê liệt ngã xuống trên giường như một đoàn đống bùn nhão doãn nhược băng, rất là tự hào nở nụ cười. Hắn cũng không dám mai nở hai độ, thần tứ thành bên trong thế nhưng là còn có ba khối khô hạn mấy năm ruộng nước, tiểu biệt thắng Tân Hôn, chớ nói chi là hắn chuyến đi này liền là mấy năm, không bảo tồn chút thực lực, đoán chừng đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là hắn. Hắn tắm một phen, thay đổi một thân mới tinh áo choàng, đồng thời đi Ma Yêu Nhi nơi đó một chuyến. Ma Yêu Nhi cũng không muốn đi thần tứ thành, lại không dám đi gặp Phượng Loan các nàng, nàng lựa chọn tại Huyền Thần cung bên trong tu luyện. Tô như tuyết ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị nghị, có ngũ trưởng lão đi theo ở bên người, nàng cũng không có quá nhiều e ngại cùng kháng cự, đi qua trong khoảng thời gian này giang giật khuyên bảo, nàng cũng nghĩ tìm về trí nhớ trước kia, một người không có quá khứ đó cũng là rất thống khổ sự tình. Huyền thần cung tốc độ rất nhanh nhưng so sánh bát tinh cường giả, tốc độ này phía dưới vẻn vẹn nửa ngày thời gian tự vượt ngang nửa tòa thần tứ đảo, đã tới thần tứ thành. Thần thức xa xa dò xét đến tòa kia lơ lửng giữa không trung cự thành, Giang giật trong mắt thần sắc trở nên phức tạp cùng thổn thức, đương nhiên hắn rời đi thần tứ đảo lúc cho là mình vĩnh viễn không về được, không nghĩ tới hắn nay nhật quang minh chính đại trở về, vẫn là nở mày nở mặt trở về. Hưu, huyền thần cung bay vụt mà lên, đã tới thần tứ thành cửa thành phía tây, ngoài cửa thành giờ phút này tụ tập rất nhiều người, giang giật thần thức quét qua sau lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì 13 gia tộc tộc trưởng đều tới, tự liền lôi bán tiên cũng tự mình đứng tại ngoài thành, ngoài thành trên quảng trường trùng trùng điệp điệp đứng tại mấy vạn cường giả. Tình huống như thế nào? Giang giật bản năng có chút đề phòng, bất quá nghĩ đến ngao lư hắn lại yên tâm lại, mà lại nói câu lời nói thật cái này tội đảo cường giả, ngoại trừ lôi bán tiên bên ngoài những người còn lại hắn thật đúng là không để vào mắt. Phượng Loan, Thanh Ngư, Linh Đăng Tỷ, Vân Phỉ, Tư Đồ Nhất Tiếu, Hoàng Phủ Đào Thiên, Tư Đồ Ngạo, Hoàng Phủ Kỳ. Hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc càng thêm yên tâm, cũng hơi có chút kích động, lập tức cái gì cũng không để ý, mang theo chiến vô song tô như tuyết ngũ trưởng lão truyền tống ra ngoài. Hưu, ba người thân ảnh tại huyền thần cung bên ngoài thoáng hiện, phía dưới tất cả mọi người mắt sáng rực lên, lôi bắn tiên hướng phía trước đi ra một bước, mỉm cười quát hoan nghênh anh hùng của chúng ta về nhà. Cung nghênh giang ra về nhà, mấy chục vạn người một gối quỳ xuống bạo hống, thanh âm chấn thiên động địa vang tận mây xanh, chấn động đến cả tòa thần tứ thành run nhẹ nhẹ. Giang giật cười nhạt một tiếng, vừa muốn bay xuống đi cùng mọi người hàn huyên vài câu hắn lông mày nhíu lại đột nhiên phát hiện không đúng ánh mắt bốn phía quét qua nghi ngờ nhìn qua phượng loan bọn người mở miệng hỏi vạn quán đâu đã mọi người biết rõ hắn trở về còn toàn bộ ra khỏi thành đón lấy tiền vạn quán không có đạo lý không đến a à, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện công tử phượng loan có chút nặng nề truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu người rốt cục trở về vạn quán tại hơn nửa tháng trước bí mật hồi trở lại thiên tinh đại lục đi bên kia rất có thể có đại sự xảy ra. chương 1144, lão đối đầu. Cái gì, Giang giật đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, thiên tinh đại lục là hắn quê quán, nơi đó có hắn quá nhiều hồi ức, quá nhiều bằng hiếu. Giang Vân Hải còn tại Đông Hoàng Đại Lục bên cạnh trên đảo nhỏ đâu, giống như xảy ra chuyện Giang Vân Hải rất có thể cũng sẽ xảy ra chuyện. Ông, huyền thần cung cấp tốc thu nhỏ, Giang giật cùng tô như tuyết chiến vô song ngũ trưởng lão bay vụt mà xuống, chiến vô song cũng gấp, phụ thân hắn cùng tộc nhân đều tại thiên tinh đại lục a cũng đừng xảy ra chuyện. vào thành lại nói hắn vung tay lên mang theo phượng loan bọn người trùng trùng điệp điệp hướng tư đồ ra đi đến lôi bán tiên bọn người không cùng đi cùng giang giật hàn nguyên vài câu tựu riêng phần mình trở về chỉ có tư đồ ngạo bọn người một đường đi theo tư đồ đại viện vẫn là như cũ giang bảo cũng không nhiều lắm cải biến giang giật nhìn qua quen thuộc viện tử có loại cảm giác về nhà thiên tinh đại lục mặc dù là cố hương nhưng trong này không có nhà Đông Hoàng Đại Lục càng không phải là ra, tuyết vực cũng không có ra, hắn cảm giác nhà của mình ngay ở chỗ này, ngay tại Giang Bảo. Hiền chất ha, các người trước trò chuyện, ban đêm ngay tại trong đại viện ta thiết hiến cho người bày tiệc mời khách, còn như chuyện bên kia người cũng chớ gấp, vạn quán mang theo ngàn người đi, sẽ không có cái đại sự gì. Tiến vào Giang Bảo, từ đồ ngạo rất thức thời dẫn người rời đi, đem không gian lưu tại một đám người trẻ tuổi. Giang giật tiến biệt từ đồ ngạo về sau, ngồi lên chủ vị ánh mắt lập tức quét về phía Phượng Loan nói, tình huống như thế nào, cụ thể nói một chút. Phượng Loan biết rõ sự tình khẩn cấp không dám nói nhảm, vội vàng giải thích thiên tinh đại lục bên kia, vạn quán mấy năm gần đây một mực có chú ý, còn phái người bí mật trở về một chuyến, muốn đem tiền ra cùng chiến ra người đều nhận lấy, đối còn có người đại gia ra. Nhưng, khi đó giống như hai nhà người không muốn rời đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao đi người lưu lại mấy người, còn có mấy khối khẩn cấp ngọc phù liền trở lại. Ừm, nói tiếp, Tiên gia cùng chiến gia tại Thiên Tinh Đại Lục Thâm căn cố đế, có cảm tình sâu đậm không muốn rời đi cũng bình thường. Tiền Vạn Quán cùng mình không có đi, Giang Vân Hải không chịu theo tới cũng là trong dự liệu, hắn có chút hối tiếc, sớm biết chính mình tự mình bí mật trở về một chuyến liền tốt. Phượng Loan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, hơn nửa tháng trước, Vạn Quán phát hiện lưu lại mấy khối khẩn cấp ngọc phù toàn bộ vỡ vụn, lần trước phái đi người nói cho hai vị bá phụ, nếu có tình huống khẩn cấp liền lập tức bóp nát ngọc phù năm khối ngọc phù toàn bộ vỡ vụn, cái kia hẳn là là xảy ra chuyện lớn, mà chúng ta lại liên lạc không được ngươi, sở dĩ vạn quán tự mình mang theo một ngàn thiên quân bí mật trở về, giờ phút này hẳn là tại huyết giả hung hải, bọn hắn cưới chính là cấp cao nhất thiên cơ thuyền. năm khối ngọc phù toàn bộ vỡ vụn, giang giật nội tâm run lên, hai nhà tại thiên tinh đại lục vài vạn năm, tiền gia xuất tu càng là dọc theo toàn bộ thiên tinh đại lục, giống như không phải có đại sự xảy ra, tiền quỹ cùng chiến nhất minh chắc chắn sẽ không cầu cứu. Giang giật, làm sao bây giờ? Chiến vô song cuống lên, bay nhảy thoáng cái đứng lên nhìn chằm chằm giang giật. Vân phỉ cũng trên mặt thần sắc lo lắng, nàng là thiên huyền quốc công chúa, hắn phụ hoàng cùng đệ đệ còn có tộc nhân đều tại thiên tinh đại lục A. Trở về, giang giật dứt khoát quả quyết vung tay lên nói, vào đêm sau tựu lên đường, phái người liên hệ vạn quán, để hắn tại huyết giả hung hải chờ lấy chúng ta, xác định thoáng cái phương vị, ba chúng ta thiên là có thể đuổi kịp bọn hắn. Thiên tinh đại lục còn ẩn núp một cái giang ra, mặc dù cái kia Giang Gia Giang giật một mực không quá ưa thích, nhưng Giang Biệt Ly chết rồi, hắn nhất định phải chiếu cố tốt Giang Gia. Hắn vẫn là linh thú Sơn học viện viện trưởng, ngoài ra còn có Thủy U Lan tiền chiến hai nhà, còn có Giang Vân Hải, rất rất nhiều không bỏ xuống được, không quay về xem hắn một ngày đều ăn ngủ không yên. Ba ngày, tư đồ nhất tiếu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bất quá cũng không có hỏi quá nhiều, lập tức xuống dưới an bài. Tiền vạn quán trên người có đỉnh cấp đưa tin Ngọc Phù, khoảng cách mặc dù xa nhưng cũng có thể liên hệ. Giang giật xác định sự tình về sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía vân phỉ bên cạnh tô như tuyết nói, như tuyết, chúng ta có thể không có thời gian đi tìm ngao lư, cần lập tức trở về đến cố hương của chúng ta. Tô như tuyết không nói gì, khẽ gật đầu, vân phỉ nhìn tô như tuyết hai mắt, mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện cũng không thế nào để ý tới, nàng hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói, giang giật, như tuyết thế nào. Nàng mất trí nhớ, người hảo hảo theo nàng trò chuyện đi. Giang giật truyền âm một câu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung khinh Linh cười khổ nói, Linh đang tỉ, vừa mới trở về lại muốn đi, nếu không. Ngươi theo chúng ta cùng đi à, ừm, Nam Cung khinh Linh một mực không nói gì, giờ phút này nhìn thấy Giang giật nhìn sang, trên mặt hiển hiện một tia cảm động, nhẹ gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta đi gặp tư đồ bá phụ. Giang giật vội vàng rời đi, Phượng Loan đạt được tình báo chắc chắn sẽ không quá kỹ càng, tư đồ ngạo làm tư đồ ra gia, gia chủ, tình báo hội kỹ lưỡng hơn một chút, mà lại vạn quán có một số việc sẽ không cùng Phượng Loan bọn người nói, nhưng nhất định sẽ nói cho tư đồ ngạo. Giang giật, người đã đến A, à, tư đồ ngạo ngồi trong thư phòng, tựa hồ biết rõ Giang giật sẽ đến, hắn tự mình cho Giang giật rót một chén nước trà, vẫy lui hạ nhân lúc này mới nói ra, Giang giật, lần này theo ta được đến tình báo có chút mơ hồ, mà lại. Nếu như ta không có đoán sai, phải cùng ngươi lão đối đầu có chút quan hệ. Lão đối đầu giang giật đôi mắt thoáng cái lạnh, quát khẽ nói, vũ ra. Ta chỉ có thể nói là phỏng đoán. Từ đồ ngạo trầm giọng nói ra, người rời đi huyền đế thành về sau, võ thương về tới bắc đế thành, sau đó thành nội đại quân cường giả triệu tập tấp nập, thành nội con dân cùng vũ gia tinh nhuệ con em, trong tộc người già trẻ em toàn bộ đều bí mật rời đi. Vũ gia bốn vực nội đại quân cùng cường giả cũng không ngừng điều động, ý đồ nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Bất quá ảnh hoàng đưa tin cho ta, vũ gia có năm tên bán thần thần bí biến mất, còn không có phát hiện tung tích. Cái này năm tên bán thần biến mất sau 10 ngày, thiên tinh đại lục bên kia tự xảy ra chuyện. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết thiên tinh đại lục cụ thể chuyện gì xảy ra, lần trước vạn quán phái người trở về, lưu lại 10 tên thiên quân đỉnh phong ẩn núp, bí mật thủ hộ, nhưng 10 người này đều không có đưa tin trở về. 10 người này rất có thể đã chết, sở dĩ ta suy đoán có thể là vũ ra ra tay. ầm um, Giang sang giật trong tay bưng chén trà, giờ phút này chén trà thoáng cái bạo liệt, nước trà còn trực tiếp bị bốc hơi thành khí vụ hắn đôi mắt lấp lóe nội tâm cũng rất tán thành cái này suy đoán. Trong tay hắn có huyền thần cung, này bằng với liền cầm lấy một cái tuyệt thế bảo kiếm, tùy thời có thể dùng công kích vũ gia tà ra đồ ra, chó cùng rứt dậu phía dưới vũ gia không biết xấu hổ đi thiên tinh đại lục bắt người chất tự vệ, đây cũng không phải là không thể nào. Võ thương, ta không đi tìm làm phiền ngươi, ngươi ngược lại là tới tìm ta phiền toái ép ta, đem các ngươi vũ gia sở hữu tộc nhân chém tận giết tuyệt. Giang giật cắn giang nghiến lợi gầm nhẹ, tội không bằng người nhà, lần trước hắn huyết tẩy vũ gia bốn vực, giết toàn bộ đều là vũ gia quân đội võ giả, chưa bao giờ loạn giết qua bình dân phụ nữ trẻ em, giống như lần này vũ gia thật đi thiên tinh đại lục làm loạn, cái kia chính là động giang giật nghịch lân. Ta về trước thiên tinh đại lục nhìn xem, ban đêm tựu đi. Giang giật đứng dậy rời đi, bất luận nói thế nào, chăm nghe không bằng một thấy, hết thảy về trước thiên tinh đại lục nhìn kỹ hãng nói. chương 1145, Chiến vô địch. Vào đêm về sau, từ đồ đại viện rất náo nhiệt, 13 gia tộc gia chủ đều tới, những cái kia bán thần lão gia hỏa ngược lại là không có ra mặt, bọn hắn có thể ra khỏi thành nghênh đón giang giật, đã biểu lộ thái độ của bọn hắn, giờ phút này ngược lại không tốt tham gia náo nhiệt. Một cái rất tốt chúc mừng yến hội, lại bởi vì thiên tinh đại lục bên kia xảy ra chuyện dẫn đến có chút một ngạt, giang giật cũng không có lòng cùng mọi người hàn huyên, tùy ý ứng phó một phen về tới giang bảo, chuẩn bị lên đường. Lần này giang giật đem tất cả mọi người mang tới. Bất kỳ cái gì địa phương đều không có huyền thần cung bên trong an toàn, Cung điện này có thể độn thiên, toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục không người có thể trong nháy mắt kích phá huyền thần cung cấm chế, sở dĩ bên trong là tuyệt đối an toàn. Bởi vì đã có liên lạc tiền vạn quán, sở dĩ tư đồ nhất niệm cũng nghĩ đi cùng, giang giật ngược lại là không quan trọng. Mà tư đồ nhất niệm muốn đi, tư đồ nhất tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên không làm, hai người cũng muốn đi theo. Lúc đầu 13 gia tộc người cũng không dám ra tội đảo, nhưng có chút huyền thần cung tựu không giống với lúc trước, bọn hắn có thể đi ra xem một chút đi dạo, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Giang giật hỏi thăm tư đồ ngạo cùng Hoàng Phủ Kỳ, hai người cũng không có dị nghị, ngược lại hơi có chút kích động, dù sao đây là 13 gia tộc tử đệ lần thứ nhất đi ra tội đảo. Huyền thần cung bên trong vào ở trăm vạn người đều không có vấn đề, Giang giật phung tay lên toàn bộ mang lên, hắn không có đem mọi người an trí tại trong cung điện, mà là an trí tại 18 cái kỳ dị không gian một trong kính nguyệt hồ. Đây là thứ 13 đạo cửa ải, bên trong có một cái kỳ dị không gian, có một cái cửa đại hồ nước, bên cạnh hồ bên cạnh cây xanh sum xuê phong cảnh như vẽ. Cửa này lúc đầu rất nguy hiểm, trong hồ nước cất giấu mấy chục con kinh khủng yêu hoàng, bất quá giang giật nếu là huyền thần cung chủ nhân, yêu hoàng tùy ý có thể truyền tống đi khác cửa ải. Thật xinh đẹp, Phượng Loan bọn người vừa tiến đến tự cảm khái không thôi, từ đồ nhất tiếu mấy người cũng nhãn tình sáng lên, nơi này thiên địa nguyên khí quá nồng nặc, ở chỗ này tựa như ở tại như tiên cảnh thoải mái dễ chịu hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này không có cung điện, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ốc. Cười một tiếng, để cho người ta đốn cây dựng một chút phòng ở, cũng có thể trong hồ kiến tạo một chút cầu nổi, cái đình, dù sao các ngươi cảm thấy như thế nào dễ chịu làm sao tới. Tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ Đào Thiên mang theo 10 cái thiên quân hạ nhân, cũng mang theo một chút thị nữ. Xây nhà loại chuyện nhỏ nhặt này đối với thiên quân tới nói quá đơn giản, 10 cái thiên quân lập tức động thủ chặt cây cây cối kiến tạo lầu các, bố trí cấm chế. Phượng Loan Tư đồ nhất niệm bọn người thì tụ tập tại hết thảy thương nghị làm sao quy hoạch bố trí cái này nhà mới, tự liền tô như tuyết đều đi theo đưa tới, một đám nữ nhân líu díu vây quanh cùng một chỗ ngược lại là náo nhiệt. Ừm, không tệ, Giang giật khóa chặt lông mày thấy cảnh này hơi có chút vui mừng, hắn đưa tay ôm qua chiến vô song trong tay một cái ba tuổi hài nhi đồng, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Chiến vô song nhi tử cùng chiến vô song dáng dấp rất giống, làn da thành màu đồng cổ, rất là anh vĩ, giờ phút này cũng không sợ sinh, nãi thanh nãi khí nói ra, ta gọi chiến vô địch, giang thúc thúc, mẫu thân cùng các vị di nương thường xuyên nói về ngươi, nói ngươi là đại anh hùng đâu. Ha ha ha, danh tự này bá khí, Giang giật âm thầm vật đầu, hắn nhớ tới cái gì đem chiến vô địch buông xuống, một tay tìm tòi trong tay xuất hiện một cái tinh xảo dao găm. Cái này dao găm phía trên phù văn lấp lánh, cổ phác đồ văn đền bù, khí tức dọa người, tự liền vỏ đao đều rất là tinh mỹ, xem xét cũng không phải là phàm vật. Giang giật đem dao găm đưa cho chiến vô địch nói, đây là Giang thúc thúc lễ vật cho ngươi, quay đầu chờ ngươi trưởng thành dùng cái này giao gam tung hoành thiên hạ a à, chiến vô song lông mày nhíu lại tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ đào thiên cũng kinh dị hướng giao găm nhìn lại âm thầm kinh hãi chiến vô song liền vội vàng khoát tay nói giang giật đây chính là cổ khí cho vô địch quá lãng phí a à ta đã cầm hai kiện trí bảo của ngươi là của ngươi đây là cho ta chất tử giang giật đôi mắt chừng một cái nhìn thấy tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ đào thiên ánh mắt hắn lần nữa một tay một chảo một cây trường thương cùng một cái bá khí chiến đao xuất hiện, phân biệt đưa cho hai người nói cái này hai kiện binh khí cũng là cổ khí, mà lại bên trong ẩn chứa đạo văn rất cao thâm, uy lực rất không tệ, tặng cho các ngươi. Hắc hắc, đồ tốt, sang giật, đủ ý tứ. Hoàng phủ đào thiên một chút cũng không có ý khách khí, tiếp nhận chiến đao yêu thích không buông tay. Tư đồ nhất tiếu cũng đầy mặt yêu thích khẽ vuốt trường thương, võ giả đối với thần binh dụ hoặc là không có nhất sức đề kháng, bọn hắn thân phận tôn quý, nhưng 13 gia tộc tử đệ không thể ra tội đảo, tự nhiên không cách nào tiến vào những cái kia phế tích di tích, cũng không có khả năng đạt được cường đại cổ khí. Đừng nói bọn hắn, coi như lôi bán tiên trong tay bọn họ đều không có cổ khí. Bên này trong lúc nói chuyện, bên kia đã trải qua rồi kiến tạo lầu các, 10 cái thiên quân bên trong có một cái lão giả, đã từng tự tay chỉ huy qua kiến tạo giang bảo, sở dĩ những chuyện này dễ như trở bàn tay. Thiên quân xây nhà tốc độ cũng quá nhanh, vẻn vẹn một canh giờ mấy chục tòa lầu các tụ đứng sừng sững ở bên hồ, trong khoảng thời gian này tư đồ nhất tiếu còn ra đi một chuyến, mang theo rất nhiều tạp vật giao cho những thị nữ kia đi bố trí. Không sai biệt lắm lời nói, tụ lên đường đi, Giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, huyền thần cung tại thần tứ đảo phía trên xé rách hư không biến mất, hướng huyết dạ hung hải phương hướng độn thiên mà đi. Cái này huyền thần cung hầu như không cần khống chế, chỉ cần là thẳng tắp độn thiên phi thường bình ổn cùng an toàn, từ đồ nhất tiếu dòng dã mang theo 10 cái cổ thần nguyên giới vào đây, bên trong đều là thượng vàng hạ cám đồ vật, hắn lần này lại mang vào hơn 10 thị nữ, phượng loan các nàng rất bận rộn, rất là vui vẻ bố trí nhà mới, đem mấy chục tòa lầu các đều bố trí được lộng lẫy, tựa như vài chục tòa cung điện. Ừm, ở lại đây lấy so ở tại huyền đế các dễ chịu, xem ra sau này có cơ hội lời nói, đem ma yêu nhi cùng doãn nhược băng cũng mang xuống đến, cũng không biết các nàng là không hội kháng cự. Nơi này ở tại 13 gia tộc công tử tiểu thư, Doãn Nhược Băng là Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc tử đệ, nhét vào một khối nói xong phương khẳng định đều sẽ kháng cự, cái này khiến Giang Giật rất là nhức cả trứng. Mà Yêu Nhi ngược lại là rất nghe lời, liền sợ cùng Phượng Loan các nàng không cách nào dung nhập cùng một chỗ, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Tiểu biệt thắng tân hôn, đáng tiếc bởi vì thiên tinh đại lục sự tình, để Giang Giật lo lắng, cũng không tâm tình cùng Phượng Loan các nàng thân mật. Đương nhiên Giang Giật vẫn là bồi mấy người hai ngày, cùng mọi người nói ta một chút đông hoàng đại lục sự tình, cũng một người đưa các nàng một chút bảo vật. Tô như tuyết cùng phượng loan thanh ngư vân phỉ tư đồ nhất niệm bọn người ở tại cùng một chỗ, rõ ràng sáng sổ rất nhiều, phượng loan thanh ngư linh đang tỉ đều rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, theo vân phỉ trong miệng biết được tô như tuyết thân phận cùng tao ngộ về sau, càng là đối với nàng quá tốt rồi, để nàng thoáng cái dung nhập đại gia đình này bên trong. Ai, cũng không có thời gian đi vô tận biển sâu, không biết tiểu nô thế nào. Kính nguyệt trong hồ xây dựng vài tòa cầu nổi, cũng xây dựng mấy cái cái đình, Giang giật tại trong đình cùng chiến vô song mấy người ngồi uống trà, trong đầu lại nghĩ đến vô tận biển sâu Giang Tiểu Nô, còn có thiên hồ đại lục Tiểu Hồ Ly, mấy năm không thấy cũng không biết trưởng thành không có. Khanh khách, bên hồ truyền đến từng đạo tiếng cười như chuông bạc, mọi người tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy từ đồ nhất niệm vân phỉ tô như tuyết bọn người chính mang theo chiến vô địch ở bên hồ đùa nước, tràng diện rất là ấm áp tường hòa. Trên mặt hắn lộ ra một đạo nụ cười, đôi mắt cũng biến thành kiên định, vì để cho đám nữ nhân này cùng hài tử về sau vĩnh viễn khoái hoạt sinh hoạt, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, triệt để diệt trừ vũ ra cùng huyết thảy nghĩ phá hư hắn bình tĩnh sinh hoạt địch nhân. chương 1146, không quản được chim. Huyết giả dạ hung hải vẫn là cùng trước kia đồng dạng, đến ban đêm tựu rông tố đan sen, huyền thần cung theo vết nứt không gian ra, còn bỗng chốc bị lôi cho bổ. Xuống nước, mặc dù huyền thần cung cấm chế phòng ngự một chút lôi điện là chuyện nhỏ, nhưng không ngừng bị đánh năng lượng tiêu hao vẫn là rất lớn, Giang giật quả quyết khống chế huyền thần cung chui vào đáy biển, ở trong biển tốc độ cũng liền chậm hơn một tia, cũng không ảnh hưởng cái gì. Tại cái này, Giang giật nhìn một chút địa đồ, thả ra thần niệm bắt đầu tìm kiếm tiền vạn quán chỗ hòn đảo, rất nhanh tại hơn một ngàn bên ngoài vạn dặm tìm được hòn đảo lớn kia. Điểm ấy khoảng cách căn bản không cần độn thiên, bay qua cũng liền hơn một canh giờ. Đương nhiên chủ yếu là Giang giật đối huyền thần cung độn thiên khoảng cách tính toán không phải rất chuẩn, sợ một cái độn thiên vượt qua đảo nhỏ, dứt khoát bay thẳng đi qua ục ục thùng thùng, cái này vừa bay lại xảy ra chuyện. Huyết giả hung trong nước đều là hải yêu, cái này đột nhiên có một tòa cung điện tại đáy biển phi hành, mà lại cung điện này khí thức còn dị thường cường đại, thoáng cái kinh động đến vô số hải yêu. Lăn đi, Giang giật quát khẽ một tiếng, phát hiện hải yêu không lùi cũng cái gì đều mặc kệ, mạnh mẽ đâm tới mà đi. rất nhiều cấp thấp hải yêu một khi bị đụng lập tức thịt nát xương tan, tựu liền yêu đế cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Phi hành mấy vạn dặm lộ trình hải yêu đều bị đâm chết ít nhất có mấy vạn con. Phủ cận trong hải vực đều là mùi máu tươi, thoáng cái kinh động đến càng nhiều hải yêu, tiếp theo kinh động đến huyết giả hung trung tâm biển khu vực yêu hoàng, tại giang giật tiềm hành hơn 400 vạn lý hải vực về sau, phía trước xuất hiện ba con yêu hoàng, ngăn cản đường đi. Ông, huyền thần cung run lên ngừng lại, cũng không phải là giang giật sợ cái này ba con yêu hoàng, mà là trở ngại ngao lư mặt mũi hắn không muốn giết. Hắn ngưng tụ một cái hư ảnh tại huyền thần cung phía trên, trầm giọng nói ra ta là giang giật cùng các người yêu tộc ngao lư đại nhân là bằng hữu ta không muốn cùng các người huyết giả hung hải yêu tộc khai chiến nhanh chóng tránh ra ta chỉ là đi ngang qua mà thôi ngao lư đại nhân ba vị yêu hoàng toàn bộ người mặc hắc bào hóa hình làm người niên kỷ hiển nhiên rất lớn ba người liếc nhau một vị lão giả cười lạnh nói đã cùng ngao lư đại nhân là bằng hữu vì sao giết ta hung hải yêu tộc không phải ta muốn giết giang giật lắc đầu nói chỉ là chính bọn chúng xông lên còn công kích của ta huyền thần cung ta vội vã đi đường chỉ có thể xin lỗi các ngươi để yêu tộc tránh ra ta cam đoan không thương tổn một cái yêu tộc hừ lão giả trùng điệp hừ một cái nói giết chúng ta nhiều như vậy yêu tộc chẳng lẽ lại phủi mông một cái liền muốn đi giang giật hơi không kiên nhẫn mày kiếm vẩy một cái nói vậy các ngươi muốn thế nào rất đơn giản lão giả ánh mắt khóa chặt huyền thần cung hiện lên một tia tham lam nói đem cung điện này lưu lại xem ở ngao lư đại nhân trên mặt mũi Bản Hoàng Lưu ngươi một mạng. Ha ha ha, Giang giật cười ha hả, thanh âm chấn động đến bốn chu hải nước kịch liệt lăn lộn, hắn đùa cợt nhìn qua ba con yêu hoàng đạo, chỉ bằng các ngươi còn muốn cướp đoạt Huyền Thần cung quả nhiên lòng tham không ở rắn nuốt voi a, à. các ngươi muốn cướp cứ việc động thủ, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, chết cũng đừng trách ta. Giang giật hư ảnh chậm rãi biến mất, đối diện ba vị yêu hoàng lập tức giận tím mặt, huyết giả hung hải hòa vô tận sâu hải yêu tộc cũng không phải là nhất mạch, ở chỗ này bọn chúng liền là vương giả chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch bọn chúng, tự liền Đông Hoàng Đại Lục cũng không dám đơn giản công kích bọn chúng. Sở dĩ bọn chúng đối với Ngao Lư mặc dù mặt ngoài khách khí tôn kính, nội tâm cũng không coi ra gì, giang giật tại huyết giả hung trong nước đại sát đặc sát, giờ phút này còn lớn lối như thế, tự nhiên giận dữ. Lòng tham không ở thật đúng là rắn nuốt phoi, kia hắc y lão giả trên thân bạch quang lấp lánh, thân thể biến ảo ra bản thể, đúng là một đầu to lớn rắn biển. Cái này rắn biển chiều cao ít nhất có ngàn trượng, náo đầu đạt đến mấy chục trượng đại, một tấm miệng rộng tựa như một hang đá khổng lồ, nó lại phi tốc lao đến há mồm liền đem huyền thần cung nuốt đi vào. Không biết sống chết, Giang giật ngồi tại kính Nguyệt Hồ trong đình cười lạnh liên tục, bên cạnh chiến vô song bọn người nghi ngờ nhìn qua hắn không biết chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Đào Thiên nhịn không được hỏi, làm sao vậy, Giang giật. Ha ha, một cái yêu hoàng đem huyền thần cung nuốt vào trong bụng. Giang giật u u cười một tiếng, tiện tay vung lên, Kính nguyệt trên hồ bên cạnh xuất hiện một bộ to lớn tranh màn, lại là Huyền Thần cung phía ngoài tràng cảnh. Giờ phút này Huyền Thần cung hắc quang lấp lánh chiếu sáng bốn phía, cũng có thể thấy rõ Huyền Thần cung hoàn toàn chính xác tại một cái quái thú trong bụng, bốn phía còn có chất lỏng màu xanh lục, hiển nhiên có kịch độc tại ăn mòn Huyền Thần cung cấm chế. A, à, bên kia trong hồ Phượng Loan bọn người ngay tại mang theo chiến vô địch trèo thuyền du ngoạn, cũng đều kinh ngạc nhìn bầu trời hình tượng, nhi hoặc không thôi. "Phá cho ta!" Giang giật quát lạnh một tiếng huyền thần cung lập tức quang mang vạn trược bay thật nhanh sau đó trùng điệp đâm vào hải yêu trong bụng nhục bích bên trên huyền thần cung cấm chế lấp lánh nhẹ nhõm đem cho phá vỡ bay ra hải yêu trong bụng đi giang giật vừa trầm quát một tiếng huyền thần cung hóa thành thiểm điện đột nhiên hướng hải yêu đầu đánh tới thoáng cái đem hải yêu đụng bay ra ngoài tiếp lấy huyền thần cung liên miên không dứt pha chạm mà đi đem cái này hải yêu đầu đâm đến máu thịt be bét huyền thần cung phía ngoài cấm chế có rất cường đại phản phệ năng lực bán thần cấm chế đều gánh không được, cái này hải yêu thân thể mặc dù cường đại, nhưng khẳng định ngăn không được huyền thần cung liên tục pha chạm. Cái này, còn lại hai tên yêu hoàng đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, một tên yêu hoàng có chút luống cuống, một tên khác yêu hoàng lại giận tím mặt, trên thân hắc quang lấp lánh cũng thay đổi trở về bản thể, rõ ràng là một cái to lớn sáu mắt bạch tuộc. Hắn mấy chục cây thô to xúc tu tựa như tia chớp giò xét đi qua, gắt gao đem huyền thần cung cuốn lấy, đồng thời sáu con mắt bên trong xuất ra đạo đạo kim quang, liên miên không dứt công kích huyền thần cung. Người cuốn lấy lại sao? Giang giật cười nhạt một tiếng, huyền thần cung rung động kịch liệt, thoáng cái bỏ rơi xúc tu dây dưa, tiếp lấy hướng bạch tuộc bản thể đánh tới. Phía ngoài hắc quang cấm chế tựa như vô kiên bất tồi kiểu lưới kiếm sắc bén, toàn bộ huyền thần cung trực tiếp theo bạch tuộc to lớn bản thể bên trong đụng đi vào, lại từ một bên khác đâm xuyên ra, đem bạch tuộc bản thể đụng ra một cái lỗ máu. Trốn, rắn biển sợ, bạch tuộc cũng sợ, vội vàng hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn mà đi, bọn chúng không phá được huyền thần cung, tiếp tục nữa chỉ có một con đường chết. Giang giật, không truy sát, chiến vô song nhìn thấy giang giật khống chế huyền thần cung ngừng lại, trong mắt sát khí lóe lên. Hoàng phủ đào thiên cùng tư đồ nhất yếu lại không nói chuyện, giang giật khoát tay áo nói, làm sao cũng phải cấp ngao lư một chút mặt mũi, mà lại huyết giả dạ hung biển sâu chỗ có thể so cửu đế tồn tại, giống như giết cái này ba con yêu hoàng, sẽ rất phiền phức, đi đường quan trọng. Huyền thần cung tiếp tục tiềm hành, lần này không có hải yêu cản đường, phụ cận yêu tộc đoán chừng cũng bị hù dọa, yêu hoàng cũng không là đối thủ bọn chúng Sông đi lên chỉ có chịu chết, một đường rất bình tĩnh tại đáy biển phi hành hơn một canh giờ, rốt cuộc đến tiền vạn quán chỗ hải đảo. Giờ phút này vẫn là nửa đêm, rông tố đan sen, một tòa cử đại thiên cơ thuyền dừng lại tại trên hải đảo, tại huyền thần cung phá hải mà ra thời điểm, trên thuyền rất nhiều cường giả còn bị hù dọa, bong tàu cái trước tiểu mập mạp lại kích động kêu to lên, lão đại, lão đại, người rốt cuộc đã đến. Ha 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 huyền thần cung đại môn mở ra, Giang giật cùng chiến vô song tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên ra phía ngoài, nhìn thấy tiền vạn quán Giang giật cười to nói, mập mạp chết bầm, người tại sao lại biến thành viên thịt. Hưu, thiên cơ thuyền cấm chế mở ra, tiền vạn quán bay ra ngoài, một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, lão đại, ngươi cũng không biết rõ ta mấy năm này có mơ tưởng ngươi, tưởng tượng ngươi tự đói, kết quả ăn ăn lại thay đổi thành bộ dáng này. Xéo đi, Giang giật một bàn tay đánh vào tiền vạn quán trên ót, cười mắng tiểu tử ngươi trời sinh liền là cái ăn hàng, ngươi chính là không quản được ngươi cái miệng này a. À. Hắc hắc, tiền vạn quán liếc một cái giang giật dưới hông, mặt mũi tràn đầy hèn hạ nói ra, lão đại, ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải không quản được dưới háng ngươi chim nghe nói tại đông hoàng đại lục khắp nơi đều có nữ nhân của ngươi a. À. Trường 1147, nhân gian thảm kịch. Có tiền vạn quán gia nhập, kính nguyệt hồ náo nhiệt hơn, đi thiên tinh đại lục bằng vào huyền thần cung độn thiên tốc độ cũng muốn không được 10 ngày, Giang giật dứt khoát cũng không tu luyện, mỗi ngày bồi tiếp mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đi xem một chút doãn nhược băng cùng ma yêu nhi. Phượng nhi, tiểu thanh ngư, lập tức đến phượng minh đại lục, các người muốn hay không trở về nhìn xem. Vài ngày sau Giang giật khống chế huyền thần cung bay ra, dò xét một phen, phát hiện đến phượng minh đại lục phụ cận tiềm long đại lục, vội vàng đem phượng loan cùng thanh ngư tìm tới hỏi. Phượng minh đại lục, phượng loan cùng thanh ngư đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, thần sắc cũng có chút tưởng niệm, bất quá Phượng Loan rất nhanh nói ra, công tử, người giúp ta dò xét một phen, nhìn xem Phượng Minh Đại Lục phải chăng bình tĩnh à giống như không có việc lớn gì, liền chờ theo thiên tinh Đại Lục trở về lại đi nhìn kỹ một chút. Tốt à, Phượng Loan luôn luôn rất có chủ kiến, Giang Giật cũng không nhiều khuyên, thần niệm phúc tràn ra đi tại Phượng Minh Đại Lục quét một lần, lúc này mới mở mắt ra nói, Đại Lục rất bình tĩnh, ân. Vẫn là như cũ, nữ tử vi tôn, hẳn là có mới đại đế thượng vị. Vậy là tốt rồi, công tử đi trước thiên tinh đại lục đi, người sự tình quan trọng, dù sao tùy thời có thể dùng trở về. Phượng Loan nhẹ gật đầu, giang giật không còn kiên trì lần nữa độn thiên, chuẩn bị vượt ngang Phượng Minh đại lục trực tiếp đi hoang vu Đông Hải, lại đi thiên tinh đại lục. Quả nhiên xảy ra chuyện, hai ngày sau đó, huyền thần cung tại hoang vu trong Đông Hải đâm xuyên ra, giang giật thần niệm quét qua sắc mặt đại biến, bởi vì phía dưới vô số hải yêu ngay tại chém giết lẫn nhau, hoang vu trong Đông Hải yêu thú lại bạo động cũng như năm đó thú triều. Đi, Giang giật không để ý đến phía dưới hai con người huyết hồng, loạn chiến một trận hải yêu, lập tức độn thiên hướng thiên tinh đại lục bỏ chạy. Hắn đem tình huống cùng tiền vạn quán chiến vô xong nói chuyện, hai người lông mày lập tức khóa chặt, tiền vạn quán đầy mắt kinh nghi nói ra, không có đạo lý A, à, lần trước thú triều mới trôi qua mấy năm, mà lại giống như chỉ là thú triều, ta lưu lại 10 tên thiên quân đỉnh phong hẳn là chống đỡ được. Lão đại người cũng biết hoang vu Đông Hải cũng không có yêu Hoàng A, đã như vậy vì sao phụ thân phát ra tín hiệu cầu viện? Là có chút không thích hợp, đã phát sinh thú chiều, vì sao không có công kích Phượng Minh Đại Lục chiến vô song cũng nghi hoặc nói, Giang giật lần trước dò xét Phượng Minh Đại Lục thế nhưng là rất bình tĩnh. Giang giật cũng nghĩ không thông, bất quá nơi này cách khai thiên tinh Đại Lục cũng không xa, đoán chừng một hai ngày về sau liền có thể đuổi tới, nói cái gì cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chờ đợi đến thiên tinh Đại Lục lại nói. Suy suy, hai ngày sau, vào buổi tối, tinh vẫn đảo phía đông trăm dặm không gian kịch liệt chấn động huyền thần cung theo vết nứt không gian bên trong bắn ra giang giật trước tiên thả ra thần nghiệp kết quả hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt thế nào lão đại tiền vạn quán cùng chiến vô song thoáng cái đứng lên khẩn trương nhìn xem giang giật giang giật con mắt có chút phiếm hồng hít một hơi thật sâu mới mang theo thanh âm rung động nói ra tinh vẫn đảo bị diệt rồi khắp nơi đều là thi thể không có một cái nào người sống cái gì tiền vạn quán cùng chiến vô song sắc mặt đại biến tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên cũng sắc mặt nặng nề. Tinh vẫn trong đảo ở thiên tinh đại lục đệ nhất cường giả thủy U Lan, bên trong còn có một cái cường đại cấm chế, lần trước thú triều tinh vẫn đảo không có bị nửa điểm tổn thương, lần này thế mà luân hãm còn đầy đảo tàn thi. Bất quá để giang giật hơi có chút may mắn chính là, hắn cũng không nhìn thấy thủy U Lan cùng thủy thiên nhu thi thể, còn có thủy nguyệt quan mấy tên quen thuộc trưởng lão thi thể cũng không thấy được, rất có thể là trốn. Hưu, huyền thần cung bằng nhanh nhất nhanh bay đi, Giang giật thần niệm tiếp tục dò xét, nửa nén hương sau hắn thân thể run lên, kém chút té ngã trên đất. Hắn mở to mắt nhìn qua vài đôi lo lắng cặp mắt nghi hoặc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên đảo nhỏ mấy ngàn người toàn bộ bị giết, thi thể đều bị hải yêu cắn thành mảnh vỡ, ta đại gia ra cùng lư lão tướng quân mất tích. Cái này, chiến vô song cùng tiền vạn quán con mắt cũng đỏ lên, Giang Vân Hải là Giang giật đại gia gia, cũng chính là bọn hắn đại gia gia, thế mà mất tích cũng không biết có phải hay không cho yêu thú nuốt vào trong bụng, vẫn là bị yêu thú cướp đi. Giang giật kỹ càng dò xét mấy lần, xác định không có Giang Vân Hải thi thể về sau, thần niệm lập tức hướng thiên tinh đại lục dò xét mà đi, chỉ là nửa nén hương thời gian trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại sát khí, sát khí kia quá kinh khủng, để tiền vạn quán bọn người, bao quát xa xa phượng loan bọn người nội tâm run lên, đầy mắt hoảng sợ. Mã lạc qua bích, Giang giật mở to mắt phá không mắng to một câu, trên mặt trở nên không có một tiêu huyết sắc, hắn một tay đột nhiên đối vỗ bàn một cái, cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, phía dưới trả lại một bản còn bạo liệt, nước hồ mãnh liệt. Lão đại, tình huống, thế nào tiền vạn quán tim nhảy tới cổ rồi bên trên, một thân thịt mỡ còn tại rung động, khẩn trương đến ghê gớm. Giang giật không nói gì, nhắm mắt lại khống chế huyền thần cung độn thiên mà đi, vẻn vẹn độn thiên nửa canh giờ, huyền thần cung lần nữa phá không mà ra. Lần này sau khi xuất hiện giang giật thần thức quét qua lập tức bạo hống, tất cả mọi người ra ngoài, đem phía ngoài xúc sinh đều cho ta làm thịt. Ông! huyền thần cung đại môn mở rộng tiền vạn quán mang theo một ngàn tên thiên quân võ giả bị truyền tống ra giang giật phượng loan các loại chờ tất cả mọi người cũng truyền tống ra giang giật đem huyền thần cung thu hồi nổi giận hét lớn tất cả mọi người phân tán đem yêu thú toàn bộ chém giết mẹ nó lão tử giết các ngươi tiền vạn quán ánh mắt quét qua lập tức sát khí như hồng bạo giống một tiếng liền xông ra ngoài chiến vô song đã sớm hóa thành một đạo hắc ảnh mà đi phân phỉ trong tay xuất hiện một cái ngụy thần khí trong đôi mắt đều là hồng quang liền nàng đều bạo tẩu. Phía dưới thế giới là một mảnh địa ngục, nơi này hẳn là đại lục Tây Bắc Biên Bắc Mãng Quốc địa giới, vẫn là một tòa cự đại thành trì, giờ phút này thành nội toàn bộ đều là hải yêu, khắp nơi đều là nhân tộc thi thể, còn có vô số nhân tộc ngay tại chạy trốn, nhưng này ta đều là bình dân dân chúng, căn bản không có nửa điểm chiến lực, có thể thoát khỏi hải yêu truy sát. rầm dầm dầm, hơn một ngàn thiên quân, còn có điên cuồng giang giật bọn người toàn bộ xuất thủ, hải yêu cơ bản đều là tam giai, Mặc dù số lượng rất rất nhiều, nhưng bị Giang giật bọn hắn như cắt sơm dạ một phen quét ngang, vẻn vẹn hai nén hương thời gian tựu dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi người nghe lệnh, các người dùng 100 người vì một tiểu đội, phân biệt hướng phía bắc phía nam phía đông bay đi, đem đại lục ở bên trên tất cả hải yêu đánh giết. Giang giật giết một trận tỉnh táo lại, hạ lệnh để tội đảo tới cường giả thanh lý hải yêu, chính hắn dẫn một đám người thật nhanh về phía tây bên cạnh bay đi, rất nhanh đến một thành trì, hắn một trưởng phá thành trì cấm chế vọt vào quát khẽ nói, ai là quản sự, ra. hưu 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 thành nội vô số thần du võ giả tại vòng bảo hộ bị phá lúc lập tức bay ra, nhưng cảm nhận được giang giật bọn người trên thân khí thức kinh khủng đều bị hù dọa. Một cái thần du đỉnh phong tướng quân run rẩy thân thể bay đi lên, nhìn kỹ giang giật vài lần, thân thể đột nhiên run lên, rụi rụi con mắt hoảng sợ nói, ngài, ngài là nhiếp chính vương giang giật đại nhân. Nhiếp chính vương, toàn trường một mảnh xôn xao, vô số người cẩn thận nhìn chằm chằm giang giật vài lần, lập tức từng mảnh từng mảnh quỳ dạp xuống đất, cùng kêu lên quát to, nhiếp chính vương trở về, nhiếp chính vương trở về, đại lục được cứu rồi. Giang giật ánh mắt lộ ra một vòng bi thống, hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần, trầm giọng hướng thần du đỉnh phong tướng quân hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao đại lục hơn phân nửa lãnh thổ gần như đều luân hãm, phân thiên kình ngân hoa bà bà ở đâu thủy u lan đâu còn có tiền ra chiến ra gia chủ ở đâu. Ta cũng không biết, tướng quân kia mặt mũi tràn đầy bi thống, nói ra, hơn một tháng trước thú chiều tới, mà lại lần này so trong lịch sử đều cường đại mấy lần, đông bộ phòng tuyến bỗng chốc bị công phá, trăm vạn đại quân bỏ mình. Mà gần như cùng một thời gian, bệ hạ, ngân hoa quốc sư, tiền thái phó, chiến tướng quân, người đồ tướng quân, tể viện trưởng bọn người toàn bộ mất tích, tự liên vân hiền thái tử cũng mất tích. Đại lục hỗn loạn tương bừng, hải yêu hành hành vô kỵ, không ai có thể ngăn cản. Đại lục chỉ còn lại bên này mấy chục tòa thành trì không có luân hãm, địa phương còn lại. Toàn bộ người đều chết hết, oanh, Vân phỉ hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi, chiến vô song cùng tiền vạn quán thân thể cũng run lên kém chút ngất đi. Thiên tinh đại lục mấy trăm triệu người toàn bộ mệnh tang hải yêu miệc tiền quỹ chiến nhất minh bọn người sinh tử chưa biết, giống như các nàng lại trễ trở về mấy ngày, sợ là đại lục đều muốn bị diệt tộc, lớn như thế đả kích ai cũng chịu không được. chương 1148, Phát Rồ, A, 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 Giang giật cũng nội tâm đang dỉ máu, hắn nổi giận gào thét, thanh âm chấn động đến toàn bộ thành trì run lên, trên người hắn sát khí đâm thẳng cửu tiêu, hai mắt đỏ như huyết, kém chút phát cuồng bạo tẩu. Thú chiều mấy trăm năm mới phát sinh một lần, giờ phút này mới trôi qua mấy năm lần nữa phát sinh thú chiều, hơn nữa còn nhiều người như vậy mất tích, ở trong đó nếu như không có nội tình, đánh chết giang giật đều không tin tưởng. Lần trước giang giật rời đi thiên tinh đại lục, võ điện tới hai tên thiên quân, nhưng chỉ là dạo qua một vòng lại trở về. Đại lục những năm này một mảnh yên tĩnh, tiền vạn quán mấy năm này một mực có phái người bí mật lẻn về quan sát tình huống, sở dĩ lần này rất rõ ràng là một lần âm mưu, chủ sử sau màn là hướng về phía hắn giang giật tới, kết quả là mấy trăm triệu người bị liên lụy, thiên tinh đại lục kém chút bị diệt thế. Mấy trăm triệu người, mấy trăm triệu vô tội con dân, sống sờ sờ bị hải yêu xé rách, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đã diệt tuyệt nhân tính, giống như việc này tra rõ ra đích thật là có âm mưu, cái này gia tộc cũng tuyệt đối sẽ trở thành đại lục công địch. Thế giới này rất tàn khốc, nhân loại ở giữa chiến tranh không ngừng, thỉnh thoảng cũng thường xuyên có diệt tộc sự tình phát sinh, nhưng giống như bởi vì cừu hận hại chết nhiều như vậy người vô tội, vậy cái này gia tộc cũng quá phát rồ. Tỉnh táo, tỉnh táo, Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, hắn nhất định phải áp chế nội tâm cừu hận cùng nổi giận, trước tiên đem sự tình cho thiện hậu, cứu ra còn không có người bị giết, mặt khác lại tìm ra chủ sử sau màn, tiếp theo báo thù. Vô song, người lập tức tiếp quản còn lại tất cả quân đội, đem sống sót nhân loại tụ tập lại, cười một tiếng giúp thoáng cái vô song, vạn quán đào thiên các người chờ lệnh, ta trước dò xét tình huống. Hắn thật sâu ít mấy hơi, thân thể bay vụt mà xuống, xếp bằng ở tường thành nhắm mắt lại phóng thích thần niệm. Chết người đã chết rồi, người còn sống không thể chết lại, giống như còn có người có thể cứu, nhất định phải trước cứu trở về. Vạn quán phía bắc 300 dặm ngoài có cái thành chỉ đang bị hải yêu vây công, người lập tức đưa tin để cho người ta qua bên kia cứu viện. Đào thiên đại ca, vùng đông nam 600 dặm có một cái sơn cốc nhỏ bên trong ẩn núp mấy ngàn người, làm phiền ngươi dẫn người đi đem bọn hắn cứu lại. Vạn quán, cái phương hướng này yêu tộc tương đối nhiều, người đưa tin để mấy người đi thanh lý xuống. Ngũ trưởng lão, phía tây trên biển cũng có một chút hải yêu, giờ phút này đang chuẩn bị đổ bộ, làm phiền ngươi đi thanh lý xuống. Giang giật không ngừng phát ra chỉ lệnh, hắn dò xét đến rất nhiều nơi rất nguy hiểm, có vài chỗ địa phương còn có một số ẩn núp còn sống sót nhân loại, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng này cũng là mấy ngàn mấy vạn cái nhân mạng. Chiến vô song hạ đạt rất nhiều mệnh lệnh, hắn là chiến nhất minh nhi tử, tại trong quân đội có được quyền uy tuyệt đối, hắn vẫn là bán thần thực lực, mà lại giang giật còn ở nơi này tỏa chấn, sở dĩ quân đội thoáng cái thu nạp. Phụ cận trong thành trì quân đội toàn bộ điều động, đem đào vong lưu dân tụ lại tới, tránh cho chạy loạn bị hải yêu đánh giết. Kia một ngàn tên thiên quân cường giả cũng như mãnh hổ hạ sơn, mấy trăm người hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, còn lại vài trăm người tại tiền vạn quán điều động hạ bốn phía cứu hỏa, vẻn vẹn nửa ngày thời gian thế cục tự ổn định lại. Đại lục ở bên trên hải yêu rất nhiều, nhưng những này hải yêu đều là mất lý trí bạo tẩu hải yêu, sở dĩ công kích mục đích tính không phải rất mạnh, chỉ là bốn phía đi loạn, nếu không còn lại điểm ấy nhân tộc đã sớm diệt tuyệt. Hải yêu cũng không phải là quá mạnh, yêu đế chỉ có mười mấy con, yêu vương ngược lại là rất nhiều, nhưng bên này thiên quân ít nhất đều là thượng giai, sở dĩ thanh lý tốc độ thật nhanh. Tìm không thấy người, giang giật dò xét trong vòng nửa ngày tâm trầm xuống, mất tích Giang Vân Hải Thủy U Lan Vân Thiên Kình Giang Nhân Đồ Ngân Hoa bà bà bọn người một cái cũng không tìm tới. Giang giật đã đem đại lục dò xét mười mấy lần, rất nhiều che giấu địa phương đều dò xét qua đến, nhưng không có bất kỳ ai tìm tới. Hắn duy nhất tìm tới liền là một chút chiến gia tiền ra ẩn tàng con em, những này hẳn là hai nhà lưu lại hỏa trùng, để hắn ngoại ý muốn chính là hắn còn tìm đến Giang gia tộc nhân, Giang nghịch lưu thế mà cũng tại. Bọn hắn tiềm ẩn tại phía tây một cái trên hải đảo, cái kia hải đảo có một cái cường đại cấm chế, nếu không phải hải yêu đang vây công, chỉ sợ sẽ không xúc động cấm chế, giang giật thần niệm cũng dò xét không tới. Đào thiên đại ca, tây bắc biên xuất hải 300 dặm có một cái rất lớn hải đảo, giờ phút này cái kia hải đảo đang bị hải yêu vây công, làm phiền ngươi đi nghĩ cách cứu viện thoáng cái, thuận tiện đem trên đảo toàn bộ người tiếp một chút trở về. Giống như bọn hắn không chịu đi, người tự nói cho bọn hắn, ta giang giật trở về, ta giang giật họ giang. Giang biệt ly dùng chính mình chết, đạt được giang giật tha thứ, hắn thời khắc này thực lực cùng tâm tính cũng không trở thành lại cùng giang nghịch lưu đi so đo quá nhiều, hắn trong khung nói thế nào đều chảy giang ra huyết dịch, có thể chiếu cố vẫn là chiếu cố cho. Hoàng phủ đào thiên mang theo hai tên thiên quân nhanh chóng bay đi, giang giật nghỉ ngơi nửa canh giờ, lần nữa dò xét một canh giờ, xác định tìm không thấy giang vân hải bọn người về sau, hắn vô lực mở to mắt, nhìn qua chiến vô song nói cha hỏi không có nhưng có manh mối. Chiến vô song lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trầm tựu nói ra, hỏi, những này cấp thấp các tướng quân hoàn toàn không biết rõ tình hình, chờ nhà chúng ta cùng tiền ra con em nhận lấy hỏi lại hỏi đi. Mà lại có người đưa tin tới, nói phát hiện các vị vân gia trưởng lão, lúc ấy bọn hắn hẳn là ngay tại Thiên Tinh Thành, hỏi bọn họ một chút đoán chừng có thể biết một ít chuyện. Đúng, như tuyết hai vị thúc vương cũng còn sống, giờ phút này đang bị mang về. Giang giật nặng nề nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng đắng chát, phóng thích thần niệm dò xét lâu như vậy, để hắn sức cùng lực kiệt như thế đả kích nặng nề cũng làm cho nội tâm của hắn vô cùng thống khổ như hắn không phải mọi người chủ tâm cốt đoán chừng giờ phút này đều ngã xuống rất nhiều người còn tại trên đường việc này gấp cũng không gấp được giang giật mang theo chiến vô song đi xuống vân phỉ cùng tôi như tuyết giờ phút này còn tại trong phủ thành chủ vân phỉ đã tỉnh lại nhưng ôm chiến vô địch khóc bù lu bù loa giang giật năm đó sau khi đi vân thiên kình trở thành đại lục hoàng đế định đô thiên tinh thành vân gia sở hữu tộc nhân đều di chuyển đi thiên tinh thành nhưng giờ phút này thiên tinh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên trong không có một cái nào người sống, vân thiên kình vân hiền mất tích, còn lại đoán chừng cũng không có đào tẩu mấy cái, toàn bộ đều chết tại thiên tinh thành, có thể nói vân ra chẳng khác gì là bị diệt tộc. Chiến gia cùng tiền ra cũng không khá hơn chút nào, duy nhất bị phát hiện hai nhà con em chỉ có vài trăm người, cũng đều là thế hệ trẻ tuổi, còn lại toàn bộ chết hết, tiền quỹ chiến nhất minh tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Còn có linh thú Sơn học viện, Giang Giật vẫn là viện trưởng nhưng hắn dò xét đến, trong học viện đều là thi thể, mấy vạn học viên biến thành hải yêu trong bụng bữa ăn. Mặt khác thiên võ thành cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có một cái nào người sống. Tô như tuyết đã mất đi ký ức, giờ phút này mờ mịt bồi tiếp phân phỉ, từ đồ nhất niệm cũng một mặt nặng nề, tiền vạn quán bi thống hắn cảm động lây, toàn bộ trong phủ thành chủ một mảnh đau thương khí tức. Giang giật thấy cảnh này nội tâm càng không phải là tư vị, một đôi trên nắm tay gân xanh nổ lên, trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, hận không thể lập tức xét xử hung phạm, diệt hắn nhất tộc. Báo, đúng lúc này, bên ngoài một tên thiên quân đột nhiên vọt vào, trong sân một gối quỳ xuống nói, bẩm công tử, có một cái tự xưng Thủy Thiên Nhu nữ tử nói muốn gặp ngươi, nàng nói nhận biết ngươi. Thủy Thiên Nhu, giang giật trong mắt hiển hiện một tấm tinh xảo tuyệt mỹ mặt, tinh thần hắn chấn động liên thanh quát mau mời. chương 1149, chủ sử sau màn. Thủy Thiên Nhu trước kia rất đẹp, tuổi còn trẻ tiểu diễm danh động thiên hạ, bị liệt là thiên tinh đại lục nhất tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bất quá giờ phút này lại một điểm không đẹp, ngược lại càng giống một tên ăn mày nhỏ. Nàng mặc rách dưới vải thô y phục, mái tóc màu đen đều là cáu bẩn còn có vết máu, trên mặt cũng đen như mực, nhìn người ngày nửa tháng không có tắm rửa, toàn thân có một cỗ mùi vị khác thường, nếu không phải giang giật đối nàng ấn tượng rất sâu lời nói, giờ phút này đều không nhận ra nàng tới. Nàng rột rè đi đến, trong mắt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi, tựa như một cái bị dọa sợ tiểu cô nương mấy năm không thấy nàng ngược lại là cao lớn rất nhiều, mặc dù mặc rách dưới y phục, toàn thân vô cùng bẩn như tên ăn mày, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra thân hình của nàng rất hoàn mỹ, đen nhánh khuôn mặt nhỏ ngũ quan rất tinh xảo. Giang, Giang giật người thật là Giang giật, nàng một đôi mắt to nhìn chầm chầm Giang giật, có chút không dám nhận nhau. Giang giật phục dụng khốn long thảo, khuôn mặt trở nên càng anh tuấn một chút, những năm này trưởng thành xuống tới dáng người cũng biến thành cao lớn, khí độ càng là bất phàm, sở dĩ Thủy Thiên Nhu nhìn lên rất giống, nhưng lại cảm giác cùng trong trí nhớ không giống thủy thiên nhu ta là giang giật giang giật khe khẽ thở dài một cái thiên kim đại tiểu thư dồn đến mức này có thể thấy được nàng tao mộ bao nhiêu chỉ trích hắn hướng thủy thiên nhu vẫy vẫy tay nói đến cùng chuyện gì xảy ra thủy quan chủ đâu ngươi thật là giang giật thủy thiên nhu vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ thẳng đến giang giật trùng điệp gật đầu nói một câu năm đó ở linh thú sơn ngươi hỏa kỳ lân bị ta thiêu chết về sau thủy thiên nhu rốt cục xác định thoáng cái chạy như bay đến nhào vào giang giật trong ngực hoa hoa khóc lớn lên a à, nhìn thấy đến trong ngực thủy thiên nhu thân thể mềm mại không ngừng rung động hai tay gắt gao nắm lấy eo thân của mình cảm nhận được nội tâm của nàng bất lực cùng hoảng sợ giang giật thống khổ nhắm mắt lại đứa nhỏ này khẳng định gặp cả một đời đều chưa bao giờ gặp ác mộng nàng là thật bị dọa phát sợ người áo đen hai tên người áo đen thực lực thật là khủng khiếp bọn hắn ở trên đảo loạn giết đem tất cả mọi người giết chết mẫu thân bị bọn hắn bắt đi ta bị hai tên trưởng lão mang theo truyền thống đi đằng sau hai tên trưởng lão vì bảo hộ ta bị hải yêu đánh chết giang giật ngươi muốn thay các nàng báo thù a à, ngươi phải cứu về mẫu thân của ta a à. thủy thiên nhu khóc một trận ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi nói nàng nhìn thấy giang giật mặt không biểu tình đột nhiên trên mặt đất quỳ cho giang giật dập đầu khóc hô giang giật ta trước kia hoàn toàn chính xác làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình ta sai rồi chỉ cần ngươi đem mẫu thân cứu trở về ta làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cho làm nô làm tỳ xem, van cầu ngươi. Đứng lên, Giang giật vừa rồi mặt không biểu tình nhưng thật ra là đang suy tư Thủy Thiên Nhu, giờ phút này vội vàng đem nàng đỡ dậy, sờ lên đầu của nàng cùng khuôn mặt nhỏ, miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, nhà đầu ngốc, chuyện trước kia ta đã sớm không nhớ rõ, Thủy quan chủ đối ta có đại ân ta tự nhiên nghĩ cách cứu viện, đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Ừm, cảm ơn, cảm ơn, trải qua lần này đại nạn, Thủy Thiên Nhu rõ ràng trưởng thành rất nhiều, cảm kích liên tục gật đầu. Trên mặt cũng thở dài một hơi, bất quá rất nhanh hai mắt tối đen, ngất đi. Nhất nghiệp, đem nhà đầu này dẫn đi an dưỡng một phen, vân phỉ ngươi cũng đừng khóc, đừng dọa đến vô địch. Các ngươi đi xuống trước đi, ta đáp ứng ngươi món nợ máu này ta chắc chắn đòi lại. Giang giật lại hướng vân phỉ khoát tay áo, tôi như tuyết vội vàng ôm chiến vô địch cùng vân phỉ tư đồ nhất niệm bọn người xuống dưới. Trong đại sảnh còn lại chiến vô song cùng giang giật hai người, những người còn lại đều bị phái đi ra người áo đen chiến vô song đôi mắt lạnh lẽo sát khí nghiêm nghị quát khẽ nói giang giật việc này quả nhiên có chủ sử sau màn bọn hắn là hướng chúng ta tới không phải sông các ngươi giang giật thống khổ nhắm mắt lại ngồi xổm trên mặt đất nắm lấy tóc cắn răng nói ra là hướng ta tới lần này là ta liên lụy tất cả mọi người cái này vài ức người là bởi vì ta mà chết a không thể nói như vậy ai không nói cái này chiến vô song nhìn thấy giang giật thống khổ dáng vẻ không muốn tiếp tục cho giang giật áp lực hắn lạnh giọng nói ra, giang giật. Chẳng lẽ là vũ gia? Không biết, giang giật lắc đầu nói, vũ gia tà gia đồ gia đều có hiểm nghi, 13 trong gia tộc lục gia lôi gia cũng có hiểm nghi, bất kỳ cái gì cùng chúng ta có thù người đều có hiểm nghi. Bất quá, bọn hắn bắt đi nhiều người như vậy, khẳng định là nghĩ bức hiếp ta, chủ sử sau màn rất nhanh sẽ xuất hiện. Đám này cầu tạp toái đã đánh mất nhân tính, chiến vô song nắm đấm hung hăng đối vách tường đập tới, hắn không có sử dụng nguyên lực, nhưng vẫn như cũ một quyền đem vách tường ném ra một cái lỗ thủng hắn đằng đằng sát khí nói ra nếu là cha gia là ai ta nhất định muốn diệt hắn nhất tộc giang giật không nói gì tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất nắm lấy tóc lâm vào thật sâu tự trách bên trong hắn thậm chí không dám nhắm mắt lại vừa nhắm mắt kia vài ước oan hồn liền muốn ra trước mắt hắn giống như hắn lên án đến ban đêm lần lượt có người trở về cũng cứu trở về mấy vạn người sáng sớm ngày thứ hai tiền ra cùng chiến gia tinh anh con em bị một vị thiên quân dùng không gian thần khí mang theo trở về, tiền vạn quán cũng quay về rồi. Bất quá những này tử đệ cái gì cũng không biết, chỉ là bị phía trên khẩn cấp hạ một cái mệnh lệnh, trước tiên ẩn núp. Những này là hai nhà còn lại hỏa trùng, lúc đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhìn thấy tiền vạn quán cùng chiến vô song giang giật trở về nội tâm đại địch, nhất là chiến vô song cùng giang giật thực lực càng là cường hoành đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn càng thêm an tâm. Tiền vạn quán bận rộn một ngày một đêm, rõ ràng tiêu tụy rất nhiều, người đều tựa hồ gầy đi trông thấy. Hắn đem hai tàu con em thu xếp tốt về sau, lần nữa vội vàng mang theo mấy tên thiên quân đi, đi nghênh đón vân ra mấy cái trưởng lão, kia mấy cái trưởng lão là theo thiên tinh thành trốn tới, khẳng định biết rõ một chút nội tình. Giữa trưa, kia mấy cái trưởng lão trở về, nhìn thấy vân phỉ chiến vô song cùng giang giật về sau, các vị đế quốc đại nhân vật nhao nhao gào gào khóc lớn, quỳ gối vân phỉ trước mặt khóc không thành tiếng. Theo bọn hắn trong miệng biết được tình báo cũng không có quá nhiều, cũng là hai tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, sau đó tại thiên tinh thành nội loạn giết, hai người này thực lực dị thường cường đại, thủ hạ không có một chiêu chi địch. Hoàng cung mười mấy vạn quân đội, bị hai người thời gian một nén nhang nhẹ nhõm xử lý. Bọn hắn nếu không phải trốn được nhanh, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể chết thảm. Võ thương, giang giật sau khi nghe xong nổi giận giống to, thanh âm chấn động đến toàn thành đều run lên, mê man đi qua Thủy Thiên Nhu đều bị giật mình tỉnh lại. Giang giật tại thời khắc này phi thường xác định, mấy cái này người áo đen hẳn là vũ gia mất tích bí ẩn bán thần. Bởi vì vân gia mấy vị trưởng lão cảm ứng, mấy cái này người áo đen so chiến vô song khí thức càng cường đại, chuyện này chỉ có thể là bán thần. Nhân số không nhiều, mà tư đồ ngạo nói vũ gia có 5 tên bán thần mất tích bí ẩn, tại liên hệ bắc đế thành nội dị động, đáp án thở ra muốn ra. Bác đế e ngại giang giật đi huyết tẩy bắc đế thành, sở dĩ phân phát thành nội con dân, đem võ gia tộc người bí mật chuyển di, sau đó phái ra năm tên bán thần bí mật đi vào thiên tinh đại lục, bắt Giang Vân Hải Thủy U Lan Vân Thiên Kình bọn người cưỡng ép làm con tin. Đồng thời dẫn động hải yêu bạo động, đồ sát thiên tinh đại lục con dân tiết hận, che giấu chân tướng sự tình. Hết thảy hết thảy, đầu mâu đều chỉ hướng bắc đế cùng vũ ra. chương 1150, Kinh Thiên Đại Bí Mật Trời tối thời gian, một chiếc thiên cơ thuyền nhanh chóng bay tới, Giang giật nhận được tin tức về sau, không thể không ra nghênh tiếp. Bởi vì cái này thiên cơ thuyền bên trong mang về chính là giang gia tộc nhân, khoảng chừng mấy ngàn người, giang gia rất nhiều trưởng bối đều tại, có mấy cái theo coi như vẫn là giang giật đời ông nội. Ông, thiên cơ thuyền đứng tại thành trì phía trên, phòng bảo hộ mở ra, giang giật mang theo chiến vô song tiền vạn quán bọn người trầm mặc đứng thẳng, chờ đám người kia toàn bộ hội tụ trên bong thuyền lúc, giang giật mới không người quát khẽ nói, bất hiếu tử tôn giang giật tham gia các vị gia gia, gặp qua chư vị thúc bối. Chiến vô song tiền vạn quán hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất tiếu mấy người cũng nhao nhao không người, mặc dù giang gia thực lực võ giả đều yếu đến đáng thương, liền kim cương cảnh cường giả đều không có một cái nào, nhưng nói thế nào đều là giang giật tộc nhân, chút mặt mũi này vẫn là phải muốn cho. Tốt, 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 mấy tên tóc trắng xóa lão giả không điểm đứt đầu, một lão giả hướng phía trước đi ra một bước mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng thổn thức, hắn nhìn giang giật vài lần nói, giang giật, người còn có thể nhận chúng ta cái này giang ra, gia còn có thể chúng ta mấy cái lão gia hỏa cùng tộc nhân biệt ly chết cũng không tiếc vậy làm niên lão vương gia có lỗi với người mẫu thân chúng ta cũng có lỗi với ngươi tại này chúng ta mấy lão giả cho ngươi bồi tội nói các vị lão giả lại đều muốn cho giang giật quỳ xuống giang giật vội vàng phi thân mà lên đỡ dậy mấy cái lão giả nói chuyện đã qua thì không cần nói phụ thân đã thay giang gia chuộc tội ta cũng từng ở phụ thân thời điểm chết đã thề có năng lực nhất định chiếu cố thật tốt giang gia Tốt, bốn vị lão giả đầy mắt vui mừng không điểm đứt đầu, lập tức một lão giả đột nhiên hướng về sau mặt trầm uống, ngược dòng, còn không qua đây gặp qua đệ đệ ngươi đến cho Giang giật bồi tội, người năm đó đã làm nhiều lần chuyện sai, người có lỗi với Giang giật a. Giang nghịch lưu, Giang giật lông mày nhíu lại tìm mắt nhìn lại, Giang nghịch lưu trốn ở trong đám người, cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khuôn mặt đều đỏ lên, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn càng thêm xấu hổ, cắn răng nhìn Giang giật một chút, môi rung rung mấy lần, lại nói cái gì cũng không nói ra tốt các ngươi đi xuống trước giàn xếp đi mặc dù nội tâm đã không đi so đo nhiều lắm nhưng giang nghịch lưu bộ dạng này vẫn là để giang giật có chút phản cảm hắn vung tay lên hờ hững để mọi người xuống dưới cũng không muốn đi quản để tiền vạn quán đi giàn xếp ngày thứ ba có thể tiếp trở về người đều tiếp trở về giang giật lần nữa dò xét cho tới trưa xác định đại lục không có người sống những cái kia hải yêu cũng bị mấy trăm tên thiên quân thanh lý không sai biệt lắm hắn triệu tập tiền vạn quán cùng chiến vô song, còn có mấy nhà nhân vật đại biểu sau khi thương nghị sự tình. Đại lục còn thừa lại có mấy chục triệu người, những người này khẳng định không thể toàn bộ mang đi, đã bị diệt thế một lần, nghĩ vậy mà chủ sử sau màn cũng không trở thành như thế không nhân tính, lại đem cái này mấy chục triệu người đuổi tận giết tuyệt. Sở dĩ giang giật chuẩn bị một lần nữa tuyển cử một cái hoàng đế thống trị thiên tinh đại lục, để đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiến gia cùng tiền gia con em, tiền vạn quán cùng chiến vô song đều quyết định mang đi, hai nhà chỉ còn lại chút người này, bọn hắn tự nhiên muốn mang đi tội đảo. Giang ra mấy tên trưởng lão thương nghị một phen, đều quyết định đi theo Giang giật đi. Bọn hắn không phải là đồ ngốc, Giang giật đám người thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt, mà lại Giang giật thủ hạ còn có hơn một ngàn cường hoành đến không giữ lời thiên quân võ giả, không cần phải nói Giang giật ở bên ngoài lẫn vào không tệ. Giang giật đã dự định chiếu cố bọn hắn, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo ôm chặt Giang giật đầu này đùi. Tô Như Tuyết hai cái thúc vương tô vũ tô hành ngược lại là muốn làm hoàng đế Giang Dật biết rõ đây là hai cái phế vật trực tiếp đoạn mất hai người suy nghĩ cưỡng ép chuẩn bị mang đi dưỡng lão cũng coi như cho Tô Như Tuyết mặt mũi cuối cùng chọn tới chọn đi chọn một cái vân phỉ tộc thúc làm hoàng đế Giang Dật ban cho người này rất nhiều thiên thạch cùng thánh khí để hắn dùng thiên thạch bồi dưỡng một đám thần du cảnh võ giả chỉ ít hải yêu tới có thể ngăn cản một phen nhiều như vậy thiên thạch Giang ra bốn cái lão gia hỏa còn có tô chiết tô hành thấy hai mắt sáng lên, giang giật thế nhưng là dòng dã cho mấy trăm vạn thiên thạch, nhiều như vậy thiên thạch có thể tùy ý bồi dưỡng mấy chục vạn thần du đại quân, có thể thành lập một cái cường đại mà ổn định đế quốc, vinh quang vạn năm. Tốt, vạn quán, người tiếp tục phái người tìm kiếm, phái người khác đi hoang vu đông hải đem cường đại hải yêu đều thanh lý một lần, ta bốn phía đi dò xét một phen, nửa tháng sau mà kẻ có thể hay không tìm được, chúng ta lên đường đi đông hoàng đại lục. Giang giật quyết định chủ ý, Mặc kệ việc này có phải hay không võ thương làm, bác đế thành đều muốn đi một chuyến. Giang Vân Hải bọn người nhất định phải cứu, nếu như là Vũ Gia làm, Vũ Gia cũng nhất định phải vì thế trả giá đắt. Mọi người nhao nhau công việc lưu bù lên, phân tán ra bốn phía dò xét tìm, thần niệm cũng không phải là vạn năng, rất nhiều nơi dò xét không đến. Giang giật nội tâm còn có một tia xa xỉ niệm, Giang Vân Hải chiến nhất minh tề viện trưởng bọn người không có bị bắt, chỉ là trốn ở một nơi nào đó giấu kín. Giang giật độn thiên mà đi, từ đồ nhất thiếu hoàng phủ đào thiên chiến vô song phân biệt dẫn đội ra ngoài tìm, tiền vạn quán dẫn người đi hoang vu Đông Hải, chuẩn bị đem trong Đông Hải cường đại hải yêu huyết tẩy một lần, triệt để cam đoan thiên tinh đại lục an toàn. Giang giật độn thiên tốc độ rất nhanh, tại đại lục nhanh chóng độn thiên bốn phía giò xét, còn đi bốn bề trong biển rộng giò xét rất nhiều hải đảo, nhưng giò xét hơn 10 ngày không thu hoạch được gì. Ông, ngày thứ 14, Giang giật trong tay một khối đưa tin ngọc phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua sắc mặt đại biến, lập tức độn thiên đi đại lục phía đông. Hai lần độn thiên sau hắn tới gần một tòa đông bộ đại thành, hao tốn thời gian một nén nhang bay đi. Tiền vạn quán ngay tại ngoài thành, vừa rồi cũng là hắn đưa tin, Giang giật tìm tới tiền vạn quán sau xa xa quát khẽ nói tình huống như thế nào. Lão đại người dò xét thoáng cái sơn cốc dưới đáy, tiền vạn quán chỉ vào cách đó không xa một cái sơn cốc sắc mặt ngưng trọng nói, Giang giật thần thức quét qua đầy mắt kinh ngạc. Tiền vạn quán giải thích, đông bộ chết đi trăm vạn đại quân tàn thi, ta để cho người ta toàn bộ tập trung vùi lấp tại trong sơn cốc này. Nhưng ở trong đêm qua thi thể toàn bộ không thấy, ta phái người xuống dưới, lại nhìn thấy hai cái sâu không thấy đáy hố. Giang giật thần thức cũng phát hiện, dưới sơn cốc có hai đầu sâu không thấy đáy to lớn thông đạo, loại thông đạo này hắn rất quen thuộc, từng tại Tây Hải phía dưới, hắn phát hiện qua một cái dưới đất cung biện, cung biện phía dưới tự có loại này to lớn thông đạo. Mà tinh đằng, hắn nghĩ tới dưới mặt đất cái kia kinh khủng thế giới, vậy cũng là núi thây biển máu thế giới, nghĩ đến kia mấy cây to lớn ma tinh đằng hắn trong đôi mắt đều là kinh hãi cái này đường hầm to lớn hẳn là ma tinh đằng lưu lại những thi thể này cũng là ma tinh đằng kéo xuống thế giới dưới lòng đất lòng đất thế giới đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì giang giật đôi mắt lấp lóe rơi vào trầm tư tiền vạn quán ngọc phù lại phát sáng lên hắn nhìn thoáng qua mập phì mặt tròn càng thêm kinh nghi trầm giọng nói ra nam bộ tây bộ bắc bộ mấy chỗ vùi lấp rất nhiều thi thể địa phương cũng xuất hiện loại tình huống này thi thể toàn bộ biến mất ta đi dò xét thoáng cái. Giang giật suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, cái kia kinh khủng thế giới dưới lòng đất quá thần bí, không dò xét tinh tường hắn sợ đại lục mấy chục triệu người đều sẽ bị giết, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được lòng đất này thế giới ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. chương 1151, âm tàu địa phủ. Ta xuống dưới tìm tòi, kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang giật đã không phải là năm đó Giang giật, mà tinh đằng rất lợi hại, nhưng cũng có thể bị Giang tiểu nô xé rách, hắn thiên quân đỉnh phong thực lực, còn có huyền thần cung ma tinh đằng không làm gì được hắn oanh cẩn thận lý do hắn bàn giao tiền vạn quán vài câu lấy ra huyền thần cung trực tiếp hướng phía dưới phóng đi một đạo nổ thật to âm thanh huyền thần cung mạnh mẽ nện vào dưới mặt đất cấm chế quang mang lấp lánh tự động đem bùn đất hướng hai bên đẻ ép tốc độ thật nhanh thoáng cái tự lao xuống dưới mặt đất mấy ngàn trượng biến mất tại tiền vạn quán đám người trong tầm mắt xông vào dưới mặt đất vạn trượng về sau giang giật chậm lại tốc độ đồng thời nhô ra thần thức hướng phía dưới quét tới, để hắn kinh hãi là hắn thần thức phi thường cường đại có thể nhẹ nhõm dò xét trăm dặm, coi như dưới mặt đất có ảnh hưởng nhưng cũng có thể nhẹ nhõm dò xét hơn 10 dặm. Nhưng mà, kia hai cái thông đạo hắn nhưng căn bản dò xét không đến cuối cùng, không biết cuối cùng hội dọc theo đi dưới mặt đất bao sâu. 50 dặm, trăm dặm, 500 dặm, hắn lần theo hai đầu thông đạo một đường tiến lên, cuối cùng hạ mặt đất mấy ngàn dặm, hắn rốt cục đã tới chỗ cần đến, hắn thần thức dò xét đến tình huống, lại là để linh hồn hắn đều chấn động không thôi phía dưới lại là một cái dưới đất thế giới vô biên vô hạn không biết có bao xa dưới mặt đất không biết có bao nhiêu thi binh thi nhân còn có không ít thi thú thế giới dưới đất khắc khí dày đặc khắp nơi đều để lộ ra một gỗ xác thối vị cùng âm trầm tử khí so phong đô thành kinh khủng nhiều nơi này là thật âm tào địa phủ huyết hải ma tinh đằng giang giật dò xét đến nơi xa có một tòa huyết hải trong biển máu có một gốc ma tinh đằng hắn cũng tìm được những thi thể này rất nhiều không trọn vẹn thi thể đều tại bên trong huyết trì, giờ phút này thân thể tàn khuyết chính chậm rãi giải đủ, cuối cùng đi ra huyết trì gia nhập thi binh thi nhân trong đại quân. Chẳng lẽ nơi này thật là âm tàu địa phủ, người đã chết sẽ bị đưa đến nơi này, cuối cùng biến thành thi binh thi nhân linh hồn tự chuyển thế. Giang giật nhớ tới khi còn bé nghe được quỷ quái truyền thuyết, nội tâm có chút run dày. Mặc dù hắn thực lực phi thường cường đại, nhưng đối với loại này hư vô mờ mịt tà dị đồ vật còn sẽ có bản năng e ngại, hắn trầm ngâm một lát, khống chế huyền thần cung bay xuống thế giới dưới đất. Ngao ngao, suy suy, ục ục, huyền thần cung vừa bay xuống lập tức kinh động phía dưới vô tận thi binh thi thú, từng mảnh nhỏ thi binh dương nhanh múa vuốt bắn ra mà đến, nhưng trong nháy mắt bị huyền thần cung cấm chế phản phệ, đụng thành thịt nát. Những này thi binh thi thú không có linh hồn, chỉ biết là bản năng công kích, như bay nga dập lửa liên tục không ngừng vọt tới. Suy suy, to lớn ma tinh đằng theo trong biển máu thoát ra, tựa như tia chớp cuốn lấy huyền thần cung, lôi kéo huyền thần cung hướng trong biển máu phóng đi soạt huyền thần cung trùng điệp nện ở trong biển máu tóe lên một mảnh huyết vũ giang giật không có khống chế huyền thần cung phản kháng mặc cho ma tinh đằng kéo vào trong biển máu hắn thần thức ở bên ngoài loạn quét phát hiện biển máu này thế mà có thể ngăn cách thần thức mà lại huyết hải có cường đại tính ăn mòn tại công kích huyền thần cung cấm chế thần thức không cách nào dò xét giang giật cũng sẽ không uổng phí hết huyền thần cung năng lượng hắn khống chế huyền thần cung nhanh chóng phi hành thoáng cái tránh thoát ma tinh đằng trói buộc xông ra huyết hải. Hắn cũng không có công kích ma tinh đằng, khống chế huyền thần cung hướng một cái phương hướng nhanh chóng phi hành. Huyền thần cung tốc độ quá nhanh, ma tinh đằng căn bản đuổi không kịp, bất quá trên đường đi có vô số thi binh thi thú bay vụt mà đến, đáng tiếc những này thi binh thi thú quá yếu, va chạm tựu vỡ thành huyết vụ. Cái này dưới đất thế giới đến cùng lớn bao nhiêu phía dưới đến cùng có bao nhiêu thi binh thi thú A. Dòng dã phi hành hơn nửa canh giờ, thế giới dưới đất còn không nhìn thấy cuối cùng, giang giật cũng không biết dò xét đến bao nhiêu thi binh thi thú ít nhất có vài ức a hắn cũng tao ngộ vài tòa to lớn huyết hải ma tinh đằng tao ngộ mấy chục gốc huyền thần cung tốc độ có bao nhanh hơn nửa canh giờ có thể bay bao xa đoán chừng bay thẳng hai ba ngày đều có thể vượt ngang thiên tinh đại lục nhưng giờ phút này giang giật thần thức vẫn như cũ dò xét không đến giới hạn chẳng lẽ nơi này thật là âm tàu địa phủ sau khi chết thi thể đều muốn bị đưa đến nơi này vĩnh thế trầm luân lần nữa phi hành hai nén hương thời gian giang giật khống chế huyền thần cung ngừng lại hắn dò xét đến nhiều như vậy ma tinh đằng, giống như những này ma tinh đằng muốn hại người, thiên tinh đại lục đã sớm không tồn tại nữa, nội tâm của hắn ngược lại là có chút an tâm. Mấy năm trước hắn đến cướp đoạt huyền phong mật ong tựu tao ngộ ma tinh đằng, cũng phát hiện cái này thế giới dưới đất. Đã cái này thế giới dưới đất to lớn như thế, ma tinh đằng nhiều như thế, muốn hại người đã sớm hại, chỉ ít có thể chứng minh một điểm, ma tinh đằng sẽ không chủ động công kích người sống loại. Hắn đổi một cái phương hướng phi hành mấy trăm dặm, xác định tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể mang theo nghi vấn đẩy bụng bay đi lên. Giống như cái này dưới đất thế giới không phải âm tàu địa phủ, vậy khẳng định ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi dò xét, hắn nhất định phải hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, Giang Vân Hải Vân Thiên Kình bọn người vẫn chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện. Lên trên mặt đất, quả nhiên rời đi tiền vạn quán bọn người phi thường xa, hắn khống chế huyền thần cung hướng tiền vạn quán sở tại địa mới bay đi, Hào tốn hơn nửa canh giờ tìm được mọi người, xác định đại lục sở hữu hải yêu bị đánh giết, hoàng vu đông hải cường đại hải yêu cũng bị thanh tẩy một lần về sau, hắn mang lên tiền vạn quán bọn người về phía tây bắc bay đi. Huyền thần cung bắt đầu độn thiên, hao tốn đại nửa ngày thời gian hắn đuổi đến trở về. Chiến vô song tư đồ nhất tiếu mấy người cũng trở về, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đi, hắn khống chế cấm chế bắt đầu đem người truyền tống vào huyền thần cung bên trong, hắn không có đem giang gia chiến ra tiền ra người truyền tống đi kính nguyệt hồ, mà là đi ác quỷ lĩnh. Không bằng hắn đem ác quỷ lĩnh yêu thú truyền tống đi trong một góc, lợi dụng cấm chế giam cầm bọn chúng, tránh cho đả thương người. Trong khoảng thời gian này các người trước tiên ở trong này sinh hoạt, có thể chặt cây cây cối kiến tạo phòng ốc, nơi này có rất nhiều năng lượng đan, có thể để các ngươi không cần ăn. Nơi này thời tiết nguyên khí phi thường nồng đậm, các người trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi tu luyện. Giang giật dặn dò một tiếng, để tiền vạn quán cùng chiến vô song giàn xếp mọi người, chính mình truyền tống rời đi đi doãn nhược băng chỗ huyền đế các. Giang giật, người thế nào? Doãn nhược băng ngay tại quan sát thiên họa, phát hiện có người truyền tống tới, nhìn lướt qua nhìn thấy giang giật cả người đều tiêu tụy rất nhiều, trạng thái tinh thần cực kỳ tranh lệch, vội vàng quan tâm đi tới. Hô hô, giang giật tương thiên tinh đại lục sự tình giải thích một lần, lúc này mới nhìn qua doãn nhược băng nói, nhược băng, người giúp ta phân tích một chút, ta làm như thế nào nghĩ cách cứu viện ta đại gia ra bọn hắn ta đầu óc đều là loạn. Doãn nhược băng trầm mặc, đôi mắt đẹp lấp lánh, một lát sau lắc đầu nói, giang giật, việc này có thể không phải vũ gia gây nên. Nếu như là vũ gia nói võ thương tựu điên rồi, hắn dạng này là cùng người trong thiên hạ là địch, sự tình truyền ra cái khác bát đế gia tộc khẳng định hội liên thủ đem vũ gia tiêu diệt. Bởi vì chuyện này làm quá độc, đã đã mất đi nhân tính, bất kỳ cái gì một cái gia tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ việc này, đây mới thật sự là nhân loại công địch, võ thương coi như lại thế nào hận ngươi, cũng không trở thành như thế đi. Không phải vũ gia, giang giật lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi, vậy chuyện này là ai làm tà ra đồ ra vẫn là còn lại cùng ta có thủ gia tộc. Không biết, doãn nhược băng khe khẽ thở dài nói, bất quá theo ta suy đoán, cửu đế gia tộc sẽ không làm như thế độc địa mất hết thiên lương sự tình, chúng ta cửu đế gia tộc đều có tộc quy, dùng thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình ai dám đại quy mô sát hại nhân tộc, cái kia chính là cửu đế gia tộc địch nhân. Vậy làm sao bây giờ Giang giật cảm giác mấy cái đầu lớn, triệt để không biết như thế nào cho phải. Doãn nhược băng rất kiên định nói ra, rất đơn giản, hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, tìm Phật đế dạ hậu hiên đế bọn người, để bọn hắn đi thăm dò, tìm tới chủ sử sau màn sau lại định đoạt. chương 1152, ta cũng biết là người vì. Giang giật lựa chọn tin vào Doãn nhược băng, Phật đế là có đại trí tuệ người, cũng cảm giác rất là từ bi, lòng mang thiên hạ. Giang giật vốn định trực tiếp đi Bắc Đế Thành, vẫn cảm thấy đi trước gặp Phật Đế một mặt tốt. Huyền thần cung lần nữa bắt đầu độn thiên, Giang giật mang theo mấy ngàn người bay thẳng Đông Hoàng Đại Lục. Trên thực tế, giờ phút này Đông Hoàng Đại Lục cũng không bình tĩnh, trong Đại Lục ở giữa mấy cái đại vực tại bộc phát đại chiến, mà lại tình hình chiến đấu có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, đều đem phụ cận 10 cái lớn nhỏ vực dính líu vào. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng không hiểu thấu, mấy cái đại vực mơ mơ hồ hồ tự khai chiến, chiến sự phúc tán nhanh, hơn một tháng thời gian liền đem phụ cận 10 cái đại vực đều dính líu vào, dù sao trong đại lục bộ là một mảnh loạn chiến, ngày đêm có vô số người chết đi, hơn một tháng liền đã chết đi mấy chục triệu người. Đại lục 108 cái vực, mấy cái vực ở giữa loạn chiến việc này thường xuyên có, cửu đế gia tộc vốn không muốn để ý tới, tưởng rằng hai cái thượng cổ đại tộc ở giữa tranh đấu, đến đằng sau phát hiện càng ngày càng nghiêm trọng sau biên giới Tây Nam Hiên đế ngồi không yên, phải mấy tên bán thần tiến đến điều giải, cấm chỉ tình thế mở rộng. Lăng ra bán thần đi, tình thế thoáng cái khống chế, mấy cái kia đại gia tộc cũng khắc chế xuống tới, biểu thị không còn khai chiến, riêng phần mình thu binh. Nhưng bên này chiến sự vừa mới ổn định, bên trong đông bộ lần nữa xảy ra chuyện, mặc ra cùng một cái thượng cổ thế gia khai chiến, chiến gia cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hai cái gia tộc vừa khai chiến, hai bên phụ thuộc gia tộc, còn có giao hảo gia tộc toàn bộ điều động, đại chiến lại lên tại giang giật bọn người đến đông hoàng đại lục lúc vùng đông nam lại phát sinh đại sự mấy cái đại vực khai chiến ngoài ra còn có phi mã đại lục cùng thú thần đại lục thế mà cũng khai chiến những sự tình này truyền ra về sau toàn bộ đông hoàng đại lục một mảnh xôn xao gần nhất chiến sự không khỏi nhiều lắm a à mà lại khai chiến nguyên nhân đều không hiểu thấu đều là bởi vì một chút xíu việc nhỏ song phương liền bắt đầu ma sát tiếp theo đã dẫn phát đại chiến nếu là lúc trước đoán chừng cửu đế đã sớm ngồi cùng một chỗ tìm kiếm vấn đề, thương nghị biện pháp. Nhưng bị giang giật cái này nháo trò, lúc đầu nhiều lần đều là chiến đế triệu tập còn lại bát đế, gần nhất chiến đế cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị ra, bác đế càng không có bất kỳ thanh âm gì, còn lại các vị đại đế riêng phần mình đưa tin thoáng cái, chỉ có thể phái người đi dò xét, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì, tại sao lại khắp nơi bộc phát đại chiến. Phật đế hiên đế bọn người nhao nhao phái người đi điều giải cùng điều tra nguyên nhân, điều giải ngược lại là đơn giản, có cửu đế gia tộc người ra mặt tình thế thoáng cái khống chế bất quá khai chiến nguyên nhân lại không hiểu thấu căn bản cha không ra tỷ như mặc ra cùng một cái khác thượng cổ gia tộc cũng là bởi vì hai cái công tử tranh giành tình nhân kết quả đánh một trận một bên đem một bên khác giết đi sau đó bên kia gia tộc không bỏ qua một cường giả mang theo quân đội giết tới đây hai bên mơ mơ hồ hồ tự bạo phát đại chiến chết một cái không quan trọng công tử đây không tính là cái đại sự gì dĩ vãng loại chuyện này tùy ý nói thoáng cái bồi thường một chút tựu xong việc, nhưng việc này song phương đều biểu hiện cực kỳ xúc động, mà tại cửu đế gia tộc tham gia về sau, song phương thoáng cái đều biểu thị hối hận, cái này có thể không khiến người ta cảm giác không hiểu thấu à. Điều tra một phen, cửu đế gia tộc sứ giả cũng không muốn quản, đã đại chiến dừng lại, cũng hoàn toàn chính xác sự tình ra có nguyên nhân, tiếp tục tra được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, làm không tốt để những cái kia đại gia tộc đều coi là cửu đế gia tộc muốn lộng quyền độc tài. Giang giật một mực tại huyền thần cung bên trong chưa hề đi ra, trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu tu luyện, tại huyền thần cung bên trong tu luyện tốc độ của hắn đạt đến vạn lần, khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đệ thất khỏa tinh thần dị biến cũng không phải việc khó. Theo thiên tinh đại lục đến Đông Hoàng đại lục Đông Bắc Phật vực đường xá cực kỳ xa xôi, như là bình thường thiên quân võ giả không cưới truyền tống trận dựa vào phi hành, không có 10 năm 8 năm là không thể nào, nhưng Giang giật chỉ dùng không đến 20 ngày, có thể thấy được huyền thần cung độn thiên tốc độ nhanh chóng. Hắn đến Phật vực phụ cận sau bay thẳng đi, vốn muốn đi trong hồ nhỏ tìm kiếm Phật đế, nhưng ở hồ nhỏ trên không lại đạt được Phật đế truyền âm, để hắn đi Phật Sơn. Phật đế một mực ở tại trong hồ nhỏ, lần này lại đi Phật Sơn, giang giật sắc mặt biến đến ngưng trọng, chẳng lẽ lại có đại sự phát sinh. Chờ hắn khống chế huyền thần cung đi Phật Sơn, tại y thiền dẫn đầu hạ tiến vào Phật đế thư phòng về sau, nội tâm của hắn một lột bộc ám đạo quả nhiên xảy ra chuyện, bởi vì Phật đế sắc mặt rất là trầm trọng, hai đầu xám trắng lông nghi đều vặn thành một cái chữ xuyên, Giang giật vào đây đều không có cùng hắn chào hỏi. Chuyện gì xảy ra, Giang giật trầm giọng vấn đạo, Phật đế nhìn Giang giật một chút, hướng y thiền ngoắc nói, tiểu thiền nhân huynh cùng Giang giật nói một chút đi. Y thiền sau khi đi vào lấy xuống mặt nạ, sắc mặt cũng rất nặng nề, nàng lấy ra một phần địa đồ treo ở trên vách tường, phía trên lại đã bao hàm toàn bộ thiên tinh giới sở hữu đại lục. Nàng chỉ một ngón tay nói, gần nhất hai tháng Đông Hoàng Đại Lục phát sinh 38 lần chiến tranh, nhân loại bị chết vượt qua một tỷ, phi mã đại lục cùng thú nhân đại lục khai chiến, chết đi hơn trăm triệu võ giả cùng bình dân. Huyết giả hung hải phát sinh thú triều, phía nam ba cái tiểu đại lục bị diệt thế, giang giật ngươi quê quán thiên tinh đại lục cũng xảy ra chuyện đi hẳn là chết đi có vài ức người A à cộng lại người đã chết vượt qua hai tỷ, ngay tại cái này hai ba tháng. Cái gì, giang giật đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, không dám tin hướng Phật đế nhìn lại hai ba tháng chết đi hai tỷ người toàn bộ thiên tinh giới nhân khẩu có bao nhiêu giang giật không rõ ràng lắm nhưng nếu là chết như vậy xuống dưới đoán chừng không muốn một hai năm đại lục nhân tộc liền muốn diệt việt phật đế nhắm mắt lại nặng nề thở dài nói huyền đế nhìn hết tầm mắt thiên cơ hắn đã từng lưu lại huấn thị huyền đế cung xuất thế đại biểu thiên tinh giới hạo kiếp sắp tới quả là thế a à. hạo kiếp giang giật ánh mắt chấp động nhớ tới huyền đế cuối cùng lưu lại mà nói thiên tinh giới gần nhất có thể sẽ không bình tĩnh người nhớ kỹ nếu có năng lực muốn toàn lực bảo trụ nhân tộc, coi như không địch lại cũng muốn bảo trụ nhân tộc hương hỏa. Trước kia hắn thật đúng là không có coi ra gì, huyền đế thành đại chiến sau thậm chí đều quên, giờ phút này Phật đế nói chuyện hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Huyền thần cung mới xuất thế mấy tháng, thiên tinh giới tựu chết đi 2 tỷ người, thật chẳng lẽ bị huyền đế đoán chắc, đại lục hạo kiếp sẽ đến. Đông hoàng đại lục vì cái gì phát sinh đại chiến, Giang giật đầy mắt nghi ngờ hỏi, lập tức nhớ tới cái gì, trầm giọng nói ra, thiên tinh đại lục không phải hạo kiếp, mà là có người tại phía sau màn thao tác của ta một chút thân nhân bằng hữu toàn bộ bị bắt chúng ta bên kia thú chiều mấy trăm năm mới phát sinh một lần lần trước thú chiều mới mấy năm cho nên tuyệt đối là người làm đại lục người bên kia cũng phản ứng có người áo đen tập kích ta cũng biết là người vì phật đế cười khổ lắc đầu thở dài tất cả mọi chuyện kỳ thật đều là người vì bất quá cái này chủ sử sau màn ẩn tàng quá sâu quá sâu chúng ta căn bản truy tra không đến nửa điểm manh mối xem đi không được bao lâu đại lục người đã chết hội càng nhiều, buồn cười là chiến đế bắc đế tả đế thú đế bọn người còn tại tự quét viết trước cửa, lão phu đưa tin để bọn hắn tới thương nghị, toàn bộ đều từ chối. Giang giật lông mày nhíu lại hỏi, màn này hậu chủ dùng, có khả năng hay không là cửu đế gia tộc một trong? Không có khả năng, Phật đế ngữ khí cùng doãn nhược băng đồng dạng kiên định, cửu đế gia tộc đều có tổ huấn, không ai dám to gan như vậy, coi như tộc trưởng điên rồi, gia tộc các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, việc này quả quyết không thể nào chương 1153, khó bể phân biệt. Phật đế chắc chắn như thế, còn có doãn nhược băng, để giang giật lại có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại suy đoán của mình là sai. Nhưng ảnh hoàng tin tức sẽ không sai, vũ gia thật có 5 tên bán thần biến mất, thiên tinh đại lục cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện mấy nửa thần tướng giang vân hải thủy u lan vân thiên kình bọn người bắt cóc A. trầm tư một trận, giang giật quyết định để ảnh hoàng người đi trước bí mật điều tra, đồng thời hắn chuẩn bị quang minh chính đại lộ diện, dạng này đồng dạng chủ sử sau màn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn đã chủ sử sau màn không có chém giết giang vân hải bọn người vậy khẳng định là vì bức hiếp hắn cũng nhất định sẽ tới bản điều kiện đông hoàng đại lục rộng lớn bát ngát cử nhân của hắn cũng rất nhiều rất nhiều nếu như muốn dựa vào chính mình đi tìm giang vân hải bọn người không khác mò kim đáy biển hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi địch nhân theo phía sau màn đi đến trước sân khấu ánh mắt của hắn nhìn về phía phật đế nói phật đế Ngươi cảm thấy thiên tinh đại lục cùng còn lại chiến sự, có hay không liên quan còn có huyết giả dạ hung hải trước kia phát sinh qua thú chiều sao? Hẳn là có liên quan. Phật đế trầm giọng nói ra, huyết giả dạ hung hải trong lịch sử chỉ là phát sinh qua ba lần thú chiều, vậy vẫn là bởi vì nhân tộc quy mô tiến công yêu tộc gây nên. Thú chiều người hẳn là gặp qua, thú chiều lúc những cái kia yêu thú đều sẽ mất lý trí, trở nên thị huyết hiếu sát. Mà lại huyết giả dạ hung hải thú chiều lúc, còn có hai cái yêu hoàng tham dự đi vào, nếu không phải kiếm đế tự mình xuất thủ, sợ là hung hải nam bên cạnh mười mấy cái đại lục đều sẽ bị diệt thế. Kia đông hoàng đại lục đại chiến tại sao lại bộc phát đến như thế tấp nập sang giật lần nữa nghi hoặc hỏi. Phật đế thưa thất lông mày nhíu lại nói, nguyên nhân cụ thể còn không có điều tra ra, bất quá khẳng định có người ở sau lưng dở trò quỷ, châm ngòi, cái này mấy chục lần đại chiến có một cái điểm giống nhau, trước hết nhất bốc lên đại chiến những cái kia gia tộc đại nhân vật, trong chiến đấu đều sẽ chết đi, đều không ngoại lệ cho nên chúng ta người đi truy tra lúc manh mối thoáng cái tựu đoạn mất ai cũng không biết bọn hắn đến cùng tại sao lại bốc lên đại chiến lợi hại như vậy giang giật ghét nhất loại này âm mưu quỷ kế hắn đôi mắt nhất chuyển phân tích nói có thể có được như thế đại năng lượng thế lực không nhiều a à, đã ngươi nói không phải cửu đế gia tộc vậy liệu rằng là những cái kia siêu cấp phiến cổ thế gia hay là thập đại ẩn tông đúng rồi cái kia thiên minh tông không phải xếp hạng thứ nhất sao có phải hay không là thiên minh tông thiên minh tông không có khả năng Phật đế lắc đầu nói, thiên minh tông quá vô danh, trong lịch sử đông hoàng đại lục đại loạn rất nhiều lần, thiên minh tông đều không có dị động, bọn hắn muốn tranh bá, đã sớm xuất thủ. Tông phái này thực lực rất mạnh, tùy ý chiếm lấy mấy cái đại vực, thậm chí mười mấy cái đại vực đều không phải là vấn đề. Người xem thiên ẩn tông có hay không tranh bá thập đại ẩn tông cùng cửu đế gia tộc đồng dạng đều có nghiêm khắc tông quy, tông phái kéo dài từ đầu đến cuối đặt ở vị thứ nhất, coi như tông chủ muốn động, các trưởng lão toàn bộ không đồng ý, bằng vào tông chủ một người cũng không làm được sự tình. Giang giật, người có lẽ không biết rõ chúng ta những này đại gia tộc, một khi trưởng lão đường từng có nửa vé số bác bỏ, tộc trưởng cùng tông chủ đều có thể bãi miễn. Tộc trưởng cũng có thể bãi miễn, Giang giật nháy nháy mắt có chút không dám tin, tộc trưởng bình thường đều là gia tộc tối cường võ giả, tỷ như Phật đế bắc đế chiến đế tả đế bọn hắn, giống như Phật đế tại gia tộc là có được quyền uy tuyệt đối, một đám trưởng lão liền có thể hạ tộc khác trưởng chi vị còn có thể khống chế hành vi của hắn. Người khác đừng không tin tưởng, Phật đế cười nhạt một cái nói, mỗi cái đại gia tộc trưởng lão đường là nhất có quyền uy địa phương, giống như trưởng lão đường trục xuất tộc trưởng chi vị, tộc trưởng còn dám làm điều ngang ngược làm loạn, sẽ bị trục xuất gia tộc. Sẽ còn thông cáo toàn tộc, thông cáo toàn bộ đại lục. Trong lịch sử còn tự phát sinh một kiện chuyện như vậy, kiếm ra một vị tộc trưởng làm loạn, giống như không phải kiếm ra trưởng lão đường ngăn cản, giờ phút này kiếm ra cũng không còn tồn tại, lúc ấy kiếm gia tộc trưởng còn bị đuổi ra ngoài, cuối cùng bị chúng ta mấy cái gia tộc liên thủ chém giết. Trưởng lão đường tác dụng lớn nhất, cũng không phải là xử lý gia tộc sự vụ, mà là cam đoan gia tộc có thể kéo dài tiếp. A à nha, Giang giật mơ hồ, nhìn một cái Phật đế nói cửu đế gia tộc không có khả năng, thập đại ẩn tông không có khả năng, theo người nói như vậy chỉ có những cái kia viễn cổ thế gia nhưng viễn cổ thế gia không phải đồng dạng có trưởng lão đường sao. Không giống, Phật Đế lắc đầu nói, trong lịch sử bao nhiêu viễn cổ thế gia biến mất tại trong dòng sông lịch sử cũng là bởi vì viễn cổ thế gia không có chúng ta dạng này chế độ, những cái kia đại thế gia tộc trưởng mệnh lệnh cao hơn trưởng lão đường. Sở dĩ ta hoài nghi, hẳn là thập đại viễn cổ thế gia một trong. Thập đại viễn cổ thế gia? Giang giật còn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, ánh mắt của hắn hướng Y Thiền nhìn lại, cái sau giải thích nói, kỳ thật viễn cổ thế gia có rất nhiều, bất quá có 10 gia thực lực rất mạnh, so cửu đế gia tộc không kém bao nhiêu đệ nhất liền là đường gia đằng sau là mặc gia lý gia lúc gia diệp gia lưu gia tử gia đông gia mã gia còn có hiên gia cái này 10 gia có năng lượng đều rất mạnh nhất là đường gia lý gia mặc gia cái này ba nhà có được đại lục trước ba thương hội giống như muốn làm chút gì âm mưu quỷ kế quá đơn giản đường gia giang giật lông mày nhíu lại hắn ngay từ đầu còn không có nghĩ đến giờ phút này một suy nghĩ mới phát hiện đường gia có thế lực xác thực phi thường cường đại đoán chừng đường ra cũng là đại lục có tiền nhất gia tộc cửu đế gia tộc cũng không sánh nổi giống như đường ra thật là chủ sử sau màn bọn hắn gia tộc xác thực nhẹ nhõm có thể làm được bất cứ chuyện gì không có đạo lý a à, lập tức hắn rất nhanh lắc đầu nói đường gia tộc quy rất phi thường xâm nghiêm đường ra một mực thích làm ăn chưa từng tranh bá làm những chuyện này đối đường ra không có bất kỳ cái gì chỗ tốt lại nói nhiều năm như vậy bọn hắn bất động vì sao muốn lúc này động có chỗ tốt y thiền rất khẳng định nói ra Đông Hoàng Đại Lục giống như Đại Loạn, tổn thất lớn nhất chính là cửu đế gia tộc, một là cửu đế gia tộc uy tín, hai là căn cơ, một khi có cửu đế gia tộc hủy diệt, đường ra đem có thể bằng vào thực lực cường đại thượng vị, trở thành mới cửu đế một trong. Còn vì sao lúc này động, là bởi vì ngươi xuất hiện, ngươi tại huyền đế thành trận chiến kia, để cửu đế gia tộc uy tín đạt đến thấp nhất, giờ phút này là tốt nhất phá vỡ cửu đế gia tộc thời cơ. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, thiên tinh đại lục xảy ra chuyện, Người trước hết nhất hoài nghi là ai khẳng định là vũ gia tà gia cùng đồ gia A à một khi ngươi cùng ba nhà khai chiến, có người liền có thể đục nước béo cò. Đương nhiên, đây là một cái suy đoán mà thôi, không có chứng cứ, bất kỳ cái gì một nhà cũng có thể. Y thiền tiếp tục nói ra, trên thực tế việc này tội đảo cũng có rất khả nghi, người suy nghĩ một chút giống như cửu đế gia tộc xảy ra chuyện, khả năng nhất thâu được ích lợi là ai tội đảo 13 gia tộc A giang giật, cẩn thận bị người coi làm đau dùng, có lẽ người cảm thấy rất nhiều người có thể tín nhiệm, nhưng một khi dính tới gia tộc lợi ích, người này có thể sẽ làm ra vi phạm lương tâm sự tình. Ân, đây cũng là suy đoán, ta chỉ là đưa ra một chút chỉ suy đoán mà thôi. Giang giật, có một số việc người muốn cực kỳ thận trọng, tại không có chứng cứ xác thật trước đó, đừng làm loạn. Ách, Giang giật linh hồn chấn động, y thiền suy đoán có lẽ có vấn đề lập trường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Tư đồ ngạo nếu vì 13 lợi ích của gia tộc, hắn thật đúng là có thể làm ra một chút vi phạm lương tâm sự tình mượn đao của mình làm cho Đông Hoàng Đại Lục đại loạn, từ đó để 13 gia tộc thu hoạch. Bác đế thành nội cường giả như mây, trước kia ảnh hoàng người đều thẩm thấu không đi vào, lần này vì sao có thể dò xét đến năm tên bán thần mất tích bí ẩn trước kia giang giật không nghĩ nhiều, lần này lại một lần trở nên mẫn cảm, đại gia tộc tộc trưởng gia chủ vì lợi ích của gia tộc, cái gì đều có thể vứt bỏ, hắn không thể không phương. Giang giật cảm giác sự tình thoáng cái trở nên khó bề phân biệt, tựa hồ khắp nơi đều là địch nhân. Chương 1154, lời đồn lên, bầy yêu múa. Vậy làm sao bây giờ? Giang giật đầu óc triệt để loạn, sự tình trở nên phức tạp như vậy, hắn không cẩn thận liền trở thành trong tay người khác đao, làm cho hắn căn bản không dám lộn xộn, nếu không không chỉ có không cứu lại được Giang Vân Hải bọn người, thậm chí có thể đem chính mình cho góp đi vào. "Đợi," Phật đế trầm giọng nói ra, "Ta, Hiên đế, Dạ hậu, Doãn đế, Kiếm đế đều phái người, bốn phía dò xét tình báo, đồng thời rất nhiều thượng cổ thế gia cũng động." thập đại ẩn tông có thể liên hệ ta đều liên hệ. Đại lục khắp nơi đều là trinh sát, chờ chủ sử sau màn lần nữa xuất động, chúng ta bắt hắn lại cái đuôi liên thủ tiếp hủy diệt, việc này vô luận là ai, dám can đảm như thế phát rồ, chúng ta cũng sẽ không buông tha hắn. Ừm, y thiền cũng gật đầu nói, sự tình lần này chủ sử sau màn đã đánh mất nhân tính, bất kỳ cái gì đại gia tộc cũng sẽ không buông tha bọn hắn, giang giật ngươi yên tâm đi. Tốt, vậy ta chờ chút, giang giật nhẹ gật đầu, đối với Phật đế hắn vẫn là tín nhiệm, đã Phật Đế đã nói như vậy vậy liền vân vân. Hắn rời đi Phật Sơn, lấy ra huyền thần cung, liền để huyền thần cung đứng sừng sướng ở Phật Sơn mặt phía bắc trên đồng cỏ, giống như chủ sử sau màn muốn liên lạc với hắn, cũng sẽ lặng yên phái người đến đây. Đồng thời, hắn đem doãn nhược băng phái đi Phật Đế Thành, để nàng cầm ảnh Hoàng Hà Châu đi liên hệ ảnh Hoàng Người, mời bọn họ tìm kiếm Giang Vân Hải bọn người. Mục tiêu của hắn quá lớn, doãn nhược băng ngược lại sẽ không để người chú ý. Doãn ra khắp nơi đều có trinh sát, coi như doãn nhược băng liên hệ một số người cũng không phải cái đại sự gì còn có thể để doãn nhược băng đi tìm y thiền giải sầu một chút giang giật lần nữa bế quan huyền thần cung tại phật sơn chi bắc phật đế ngay tại phật sơn bên trong an toàn vô cùng có tin tức phật đế cũng sẽ trước tiên đưa tin tới hắn bắt đầu một bên tu luyện nguyên lực một bên tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới lĩnh hội huyền đế lưu lại thiên họa bất kể như thế nào có được thực lực tuyệt đối mới có thể dùng bất biến ứng vạn biến đại lục rất nhanh lại xảy ra chuyện lần này xảy ra chuyện tại đại lục phía đông, ngay tại tà gia địa bàn mặt phía bắc, hơn nữa còn là thập đại thế gia một trong lý gia cùng một cái khác đại gia tộc Long gia khai chiến. Nguyên nhân cũng là một điểm nhỏ tranh chấp, kết quả Long gia một tên bán thần thế mà phát cuồng dẫn người đổ lý gia một tòa thành trì. Lý gia tộc trưởng Lý Phi Vũ giận tím mặt, mang theo một đám bán thần cùng cường giả tự mình xuất thủ, đem Long gia bán thần tiêu diệt, sau đó lại đi Long gia muốn thuyết pháp. Đàm phán lúc đầu nói phải hảo hảo địa, nhưng không biết nguyên nhân gì song phương đàm phán không thành, tại Long Thành ra tay đánh nhau, Long ra vội vàng hướng tà ra cầu cứu, cuối cùng tà ra tới mấy cái bán thần, nhưng lại không hiểu thấu cùng Lý Phi Vũ cũng khai chiến. Việc này kinh động đến tà đế, Phật đế hiên đế bọn người, Phật đế hiên đế giả dạ hậu tự mình truyền tống đi qua, phòng ngừa thất thố mở rộng, bí mật bắt đầu điều tra sự tình nguyên nhân gây ra. Nhưng điều tra đến điều tra đi, việc này phi thường sáng tỏ, cũng không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế. Vấn đề duy nhất, tựa hồ tất cả mọi người trở nên xúc động một chút, một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau, mà Lý Phi Vũ bản thân tính cách tương đối trầm ổn, tà ra mưu kế bán thần cũng là lão gia hỏa, không có khả năng đi điều giải tranh chấp ngược lại biến thành tham chiến một phương. Phật đế bọn người điều tra thật lâu, cuối cùng cái gì điều tra không ra, mà bên này sự tình vẫn chưa xong, đại lục địa phương còn lại lớn nhỏ quy mô chiến đấu lại bắt đầu, Phật đế bọn người chỉ có thể truyền tống rời đi. Đại lục đồng thời có mấy chục chỗ địa phương phát sinh thật to nho nhỏ chiến tranh, Đông Hoàng đại lục phía Tây ám ảnh đại lục cùng Phi Mã đại lục thế mà khai chiến, huyết dạ hung hải nam bên cạnh mười mấy cái trong đại lục có sáu cái tiểu đại lục bắt đầu bộc phát chiến tranh, tội hải phía bắc mấy cái đại lục cũng đồng thời phát sinh chiến tranh. Trong lúc nhất thời thiên tinh giới lộn xộn, Phật đế bọn người trở thành đội viên cứu hỏa, bôn tẩu khắp nơi điều giải tranh chấp, điều tra chủ sử sau màn, thiên tinh giới lòng người bàng hoàng, lời đồn bay đầy trời. Huyền thần cung xuất thế, đại lục hạo kiếp sắp tới, thiên tinh giới sẽ hủy diệt. Đây là lớn nhất lời đồn, mà lại cái này lời đồn là huyền đế chính miệng nói, để cho người ta không thể không tin phục. Tự liền cửu đế gia tộc rất nhiều con em đều tin, bởi vì câu nói này ghi lại ở cửu đế gia tộc gia phả bên trong. Giang giật bế quan một tháng sau, hắn cũng động, có một người áo đen bí mật tới huyền thần cung bên ngoài, đưa tới hai bộ chân dung còn có một phong thư, sau đó công kích huyền thần cung một lần, lập tức uống thuốc độc tự sát chết tại huyền thần cung bên ngoài chân dung là tiền quý cùng chiến nhất minh trên thư viết mấy chữ muốn cứu người mau tới tả đế thành chưa đến nửa tháng đầu người rơi xuống đất giang giật tiếp vào tin sau trước tiên đi phật sơn nhưng phật đế không tại đi ám ảnh đại lục phật hoàng cũng đi ra giang giật chỉ có tìm tới y thiền nhưng y thiền cùng doãn nhược băng lại lập tức ngăn cản hắn đi tả đế thành y thiền đầy mắt ngưng trọng nói ra giang giật đây là rất rõ ràng mượn đao giết người nếu như người thật đi tả đế thành đại náo chẳng phải là bên trong chủ sử sau màn quỷ kế doãn nhược băng giữ chặt giang giật cũng trầm giọng khuyên nhủ giang giật việc này phải nghĩ lại không bằng đưa tin cho phật đế chờ hắn trở lại hãng nói đợi đã không kịp giang giật lắc đầu thở dài ta cũng biết là mà tính nhưng bất luận như thế nào ta đều phải đi một chuyến tả đế thành chủ sử sau màn đã hiện thân ta muốn đi gặp một lần bọn hắn nếu không làm sao cứu người yên tâm ta sẽ không xúc động ki thiền cùng doãn nhược băng đồng thời trợn trắng mắt Giang giật hội không xúc động vậy hắn vẫn là giang giật sao hai người liếc nhau, biết rõ ngăn không được giang giật, hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói, muốn đi có thể, mang ta lên. Đi thôi, giang giật không có cự tuyệt, hắn cũng biết chính mình tính cách xúc động, có hai người ở bên người khuyên can cùng mưu đồ dạng này sẽ tốt hơn một chút. Hắn mang theo hai người đi ra Phật Sơn, y thiền lặng yên đưa tin cho y ra trưởng lão, để bọn hắn thông chi Phật Đế, sau đó cùng giang giật tiến vào huyền thần cung độn thiên mà đi. Phật vực tại đại lục Đông Bắc, ta đế thành tại đại lục phía Tây, dùng huyền thần cung độn thiên tốc độ ít nhất phải 10 ngày trở lên. Đối phương thời gian tính toán rất chuẩn, đoán chừng đã sớm bắt đầu mưu đồ, lần này đi tả đế thành rất có thể là cái cạm bẫy. Nhưng Giang Giật không có lựa chọn nào khác, tiền quỹ là tiền vạn quán lão cha, chiến nhất minh là chiến vô song lão cha, hai người này đối với hắn đều có đại ân. Mà lại không tìm ra phía sau màn thủ phạm, căn bản không biết làm sao nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người. Giang giật bọn người sau khi đi, y gia trưởng lão lập tức mở ra đưa tin mật trận, chuẩn bị đưa tin cho Phật đế, để hắn lập tức tiến đến tả đế thành. Dù sao Giang giật xuất động, một cái không tốt hội náo ra đại sự, vị này chính là sát tinh A, đi đâu? Cái nào xảy ra chuyện? Cái gì? Nhưng mà, rất nhanh một tên chấp sự tới bẩm báo đưa tin không được, y ra mấy tên trưởng lão lập tức kinh hãi, tự mình đi đưa tin mật trận, kết quả bên này mật trận có thể nhẹ nhõm mở ra, nhưng phản hồi về tới tin tức Phật đế bên kia căn bản không thu được đưa tin. Chẳng lẽ tộc trưởng xảy ra chuyện, Phật đế đi ám ảnh đại lục, mặc dù khoảng cách quá xa, nhưng y ra đưa tin mật trận cỡ nào cường đại làm sao có thể đưa tin không được. Giải thích duy nhất Phật đế bên kia hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là hắn căn bản không tại ám ảnh đại lục, mà là tiến vào cái nào đó bí cảnh, dẫn đến không cách nào đưa tin. Thật chẳng lẽ chính là hạo kiếp tiến đến, y ra mấy tên lão giả đi ra đưa tin mật trận, nhìn qua phía tây có chút mờ tối bầu trời, cảm giác khắp nơi tràn đầy quỷ dị, tựa hồ chân chính bão tố liền muốn tiến đến, toàn bộ thiên tinh giới sẽ bị diệt thế. Chương 1155, Tà đế đây là muốn chết không thành. Phật đế Dạ Hậu Doãn đế Hiên đế hoàn toàn chính xác không tại ám ảnh đại lục, bọn hắn đi ám ảnh đại lục phía bắc trong hắc hải, mà lại giờ phút này còn bị vây ở một cái bí cảnh bên trong. Ám ảnh đại lục, phi mã đại lục, thú thần đại lục mặt phía bắc có một mảnh so huyết dạ hung hải còn muốn lớn hải vực, bởi vì nơi đó nước biển thành ám hắc sắc, sở dĩ được mệnh danh là hắc hải. Trong hắc hải rất nhiều đại yêu, cũng có rất nhiều hải đảo, bất quá bên kia hải yêu đều mang mãnh liệt độc tính, tính công kích rất mạnh, trong nước biển cũng có độc, sở dĩ lúc đầu trên hải đảo có một ít người ở lại đều bị ép rút lui. Nơi đó biến thành hải yêu nhạc viên, gần như không có ai đi bên kia. Phật đế bọn người là truy tung một tên người áo đen đi hắc hải, người áo đen là bán thần, tốc độ cũng không nhanh, nhưng có một loại kỳ lạ độn pháp, bốn vị trí cường giả thế mà mất dấu, còn vây ở trong hắc hải một cái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh cũng không cường đại, lại có được rất huyền diệu tự nhiên huyễn trận, Phật đế bọn người mặc dù có được thông thiên thủ đoạn, nhưng không cách nào cưỡng ép phá vỡ huyễn trận, chỉ có nghĩ biện pháp từng bước một đi tới. Còn tốt có Phật đế tại, có thể xem thấu rất nhiều cấm chế, bằng không bình thường người đoán chừng phải vây chết ở bên trong, mặc dù như thế Phật đế bốn người cũng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đi không ra, bên trong huyễn trận quá phức tạp đi, muốn từng bước phá giải cần thời gian. Phật Hoàng bí mật rời đi Phật Sơn, kỳ thật cũng là vì Phật Đế sự tình, hắn đã sớm biết Phật Đế không cách nào đưa tin, nhưng việc này không thể lộ ra, nếu không y ra hội quân tâm bất ổn, hắn vội vàng mang theo mấy tên bán thần đi ám ảnh đại lục, về sau một đường truy tra lại đi hắc hải. Y thiền vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm liên hệ với Phật Đế, sở dĩ cũng không nghĩ nhiều. Y ra tại liên lạc không được Phật Đế, chỉ có thể đưa tin cho Phật Hoàng, phật hoàng có thể tiếp vào đưa tin nhưng căn bản không rảnh bận tâm chuyện bên này một lòng tìm kiếm phật đế chỉ là đưa tin trở về để y ra tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tùy ý ứng đối hết thảy cường địch y ra cũng không đi quản giang giật bí mật triệu tập cường giả thủ hộ y ra bốn vực rất nhiều đại thành chỉ cấm chế mở ra ngày đêm canh gác sở dĩ giang giật đi tà đế thành việc này vậy mà không có một vị đại lão biết rõ đương nhiên coi như chiến đế bắc đế bọn hắn biết được tin tức đoán chừng cũng chỉ hội xem kịch đi 11 ngày thời gian, Giang giật lợi dụng huyền đế cung độn thiên đi phi vũ vực, đây là thập đại thế gia lý ra địa bàn, liên tiếp tả ra bốn vực. Giang giật tại một cái hoang dã bên trong xuất hiện, phát hiện bốn phía không ai về sau, hắn thần niệm quét một vòng, xác định đến phi vũ vực, lập tức khống chế huyền thần cung bay xuống trong núi lớn ẩn núp đi. Lần này là đi cứu người, không phải đi giết người. Giang giật không có đần độn phóng đi tả đế thành, còn có bốn ngày thời gian, hắn nhất định phải cầm tới đầy đủ tư liệu cùng tin tức, rồi quyết định thế nào làm. Phi vũ vực, y thiền lông mày nhân lại, trầm giọng nói ra, nếu không ta ra ngoài dò xét một chút tình báo lý gia tộc trưởng lý phi vũ đã từng bị gia gia của ta đã cứu, lý phi vũ hàng năm cũng đều sẽ đến hội kiến gia gia của ta. Để lý gia vận dụng lực lượng đi dò xét thoáng cái tà đế thành tình huống, hẳn là rất đơn giản. Tốt, Giang giật cần nhất liền là tình báo, hắn trầm giọng nói ra, y tiểu thư, mời ngươi để người của lý gia điều tra thoáng cái chiến nhất minh tiền quỹ hạ lạc, đây là chân dung giống như có thể cứu ra người đến, ta thiếu bọn hắn lý ra một cái nhân tình. Lại là ân tình, y thiền trợn nhìn giang giật một chút, tựa hồ tại im ắng nói cho hắn biết, hắn còn thiếu hai người mình tình. Bất quá nàng nghĩ lại nghĩ đến, giang giật ân tình hẳn là rất đáng tiền, lý ra khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng liền khẽ gật đầu. Hiu, giang giật đem ngũ trưởng lão truyền tống đi lên, đưa cho nàng một viên hạt châu màu xanh lục, truyền âm hai câu để nàng đi liên hệ ảnh hoàng người, lúc này mới nhìn qua Y Thiền nói ra, đây là một người bằng hữu của ta, bảo hộ ngươi an toàn. Y Thiền kỳ quái nhìn một cái ngũ trưởng lão, cũng không nói cái gì, Giang giật đem hai người truyền tống ra ngoài, thần niệm lập tức tản ra khóa chặt hai người, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất động. Y Thiền cùng ngũ trưởng lão rất nhẹ nhàng tiến vào thành trì, một đường truyền tống đi phi vũ thành. Đến thành nội Y Thiền lộ ra ngay thân phận, lý ra rất là khách khí, Giang giật dò xét một trận cũng yên lòng xuống tới. Giang giật đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Doãn nhược băng nhìn thấy Giang giật cao mày mặt mũi tràn đầy nặng nề, nhẹ nhàng đi tới từ phía sau ôm hắn. Giang giật khe khẽ thở dài nói, giống như có thể bình an cứu ra hai người. Việc này cùng tà ra không quan hệ, ta có thể không giết bất luận kẻ nào. Nhưng giống như việc này thật là tà đế gây nên, ta muốn để tà ra trả giá đắt, thiên tinh đại lục vài ức người nợ máu không có khả năng không báo. Ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, ta đi một chút liền đến việc này còn không có nói cho tiền vạn quán cùng chiến vô song giang giật đứng dậy chuẩn bị đi kính nguyệt hồ doãn nhược băng nhẹ gật đầu nàng kỳ thật đoán được rất nhiều chuyện nhưng nàng là một cái rất thông minh nữ nhân biết rõ cái gì không nên hỏi cái gì không nên nói giang giật đi kính nguyệt hồ bên hồ bầu không khí rất ngưng trọng tiền vạn quán bọn người ngồi trong hồ trong đình đang chìm buồn bực uống rượu nhìn thấy giang giật truyền tống mà đến liền vội vàng đứng lên hai vị bá phụ có tin tức giang giật thân thể lóe lên đi tới đem sự tình ngọn nguồn nói cho hai người, tiền vạn quán cùng chiến vô song sắc mặt càng thêm nặng nề, tiền vạn quán trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói ra, lão đại, giống như có thể cứu, người tự cứu trở về, giống như cứu không được tự thay ta cha cùng chiến bá phụ báo thù đi. Huyền thần cung tuyệt đối không thể giao ra, người cũng không thể chết. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết, phụ thân ta cùng chiến bá phụ cũng tương tự muốn chết. Chiến vô song cũng gật đầu nói, đúng vậy, chủ sử sau màn rất có thể muốn huyền thần cung, mất đi cái này ỉ vào, tất cả mọi người muốn chết. Đã như vậy, vậy liền báo thù cho bọn họ tốt. Còn chưa tới một bước kia, chờ y thiền cùng ảnh hoàng tin tức đi, chúng ta còn có bốn ngày thời gian. Giang giật phút phút huyệt thái dương, bưng chén rượu lên trầm muộn uống, lặng lặng chờ đợi y thiền cùng ngũ trưởng lão trở về. Thời gian lặng yên vô tức trôi qua, thoáng cái ba ngày đi qua, y thiền cùng ngũ trưởng lão nhưng căn bản không có nửa điểm tin tức, còn có một ngày thời gian, giang giật lông mày vặn đến càng ngày càng gấp, ước định ngày sắp đến giống như y thiền cùng ngũ trưởng lão vẫn chưa trở lại hắn chỉ có đi trước tà đế thành lúc xế chiều y thiền cuối cùng từ phi vũ thành nội truyền tống tới ngũ trưởng lão mang theo nàng một đường cuồng bay giang giật trước tiên đi huyền đế các đem y thiền hai người truyền tống vào đây khẩn trương hỏi thế nào y thiền nhanh chóng giải thích nói tiền quỹ hai người hoàn toàn chính xác tiến vào tà đế thành nhưng không tại tà đế lâu đài bên trong mà là tại một cái đơn độc trong biệt viện mà cái này biệt viện là tà gia một tên lão cung phụng bên trong ít nhất có 300 cường giả thủ hộ ngũ trưởng lão cũng nhẹ gật đầu biểu thị ảnh hoàng người cũng dò xét đến tình báo này giang giật thoáng cái đằng đằng sát khí đứng lên quát lạnh nói quả nhiên là tà gia người làm tà đế đây là muốn chết không thành giang giật khác đừng xúc động y thiền vội vàng đưa tay giữ chặt giang giật nói việc này tà đế rất có thể không biết rõ tình hình mà lại tà gia cũng không có khả năng làm ra như thế mất hết thiên lương sự tình ngoài ra còn có một điểm trong biệt viện chỉ có hai người, mà các người thiên tinh đại lục bị bắt không chỉ hai cái A à, sở dĩ việc này tuyệt đối là cái bẫy. Lý Phi Vũ đã biểu thị, hắn có thể nghĩ biện pháp giúp người đem người cứu ra, người chớ làm loạn. Ta sẽ không làm loạn, Giang giật lạnh giọng nói ra, nhưng ta ra cái này lão cung phụng nhất định muốn cầm xuống, dạng này mới có thể tra hỏi ra chủ sử sau màn, cứu ra ta đại gia ra bọn hắn, sở dĩ tả đế thành ta nhất định phải đi. Như vậy đi, Giang giật tại huyền đế trong các chuyển vài vòng, vung tay lên, quát khẽ nói, y thiền, người lại đi một chuyến lý ra, mời lý phi vũ bí mật dẫn người chui vào tà đế thành. Ta bay thẳng đi tà đế thành, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, các người âm thầm động thủ trước tiên đem người cứu ra, chuyện còn lại lại nói. chương 1156, huyết tẩy tà đế thành. Tà đế thành bên trong rất bình tĩnh, lần trước tà ra mấy cái bán thần cùng lý ra làm một khung, cũng không có ảnh hưởng thành nội con dân sinh hoạt. Mấy chục vạn năm đến, thành nội chưa bao giờ gặp tập kích, để thành nội con dân trong khung có một loại trời sinh cảm giác an toàn cùng cảm giác yêu việt, chỉ cần tà ra không hết, tà đế thành bên trong tựu vĩnh viễn là an toàn, không ai dám công kích tà đế thành, cũng không ai có thể phá tà đế thành. Nhưng mà, ngay tại hôm nay một đạo tin tức truyền đến, để thành nội trong nháy mắt xô trào, thành nội các con dân nhao nhao hoảng sợ không thôi, tựa như ngày tận thế tới. Giang giật đến rồi, mà lại ngay tại tà đế thành phía bắc ngoài vạn dặm, giờ phút này chính hướng tà đế thành bay tới. Giang giật mấy năm này một mực là tà đế thành con dân sỉ nhục, gần nhất mấy tháng cũng là bọn hắn trong lòng ác mộng. Bọn hắn phỏng đoán lấy có một ngày Giang giật hội cưới huyền thần cung bay tới, đem tà đế thành san thành bình địa, hủy đi nhà của bọn hắn, để bọn hắn mất đi tà gia phù hộ, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Cũng may Giang giật theo huyền đế thành rời đi về sau, không có công kích bất luận cái gì một nhà, cũng không có động tính quá lớn, gần nhất thành nội con dân mới có chút an tâm. Bất quá Giang giật cuối cùng vẫn tới, giống như u linh đột nhiên ra tà vực, ác mộng biến thành hiện thực. Thành nội lập tức hoàn toàn đại loạn, thành nội cùng truyền tống trận bị chen chúc mà đến con dân phá hỏng. Mặc dù Giang Giật chưa từng giết bình dân, nhưng dân chúng bình thường cũng không biết rõ, bọn hắn chỉ biết là Giang Giật là một cái đại ma đầu, một cái thị huyết ác ma. Còn có rất nhiều gia tộc ngược lại là biết rõ một chút nội tình, nhưng bọn hắn lý do an toàn, lập tức đem con em nhà mình cùng người già trẻ em chuyển di, càng có một ít nhát gan gia tộc quyết định cả tộc di chuyển, ai biết Giang giật có thể hay không nổi điên, huyết tẩy tà đế thành. Tà gia cũng luống cuống, cũng may tà đế ngay tại thành nội, nếu không tà gia đoán chừng cũng náo loạn. Tà đế trước tiên hạ lệnh, để gia tộc tử đệ chuyển di, thành nội truyền tống trận toàn bộ khống chế lại, còn lại gia tộc tử đệ căn bản không thể vận dụng truyền tống trận. Giang giật đến tà đế thành bên ngoài lúc, truyền tống trận căn bản không có ngừng qua, tà gia đại bộ phận con em cùng tộc nhân cũng đều rời đi ra ngoài. Đương nhiên sở hữu trưởng lão cùng đại bộ phận quân đội không hề rời đi, tà đế thành là tà gia đại bản doanh, một khi tà đế thành bị hủy tà gia danh dự cùng thực lực sẽ tổn hao nhiều, tà gia con em cũng đều là kiêu ngạo, tình nguyện cùng tà đế thành chôn cùng. Thành nội đại loạn, ngược lại để lý phi vũ bọn người dễ lăn lộn vào đây, bọn hắn tại giang giật còn không có xuất hiện trước đó, đã truyền tống đi tà đế thành bên cạnh đại thành, sau đó lặng yên tiềm hành, tại giang giật đến ngoài thành lúc, đã xâm nhập vào tà đế thành bên trong. Ông! huyền thần cung trên không phong vân phun trào, một đạo cao tới 10 triệu bóng người ngưng tụ mà ra, mái tóc màu đỏ còn có chút phất phới, hắn đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, trầm giọng mở miệng nói tả đế, ra nói chuyện. Lúc đầu huyên náo thành trì, tại giang giật một tiếng quát lớn phía dưới lập tức bình tĩnh lại, những cái kia hướng ngoài cửa thành dũng mãnh lao tới người cũng không dám động. Bởi vì giang giật sát khí trên người rất nặng, để rất nhiều người đều có một loại cảm giác ai dám loạn động hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà đế lâu đài bên trong rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, tà đế cũng không có ra mặt. Giang giật chờ dây lát hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói ra, tà đế, đừng cho mặt không biết xấu hổ, có phải hay không muốn ta vào các người tà đế lâu đài cùng ngươi nói. Thành nội một mảnh xôn xao, giang giật ngữ khí rất bá đạo, mà lại ý uy hiếp phi thường đặc, tà đế nếu là không xuất hiện, hắn liền muốn công thành. Thành nội rất nhanh khôi phục yên tĩnh, toàn bộ người ngừng thở nhìn qua tà đế lâu đài phương hướng, tim đập rộn lên, chờ đợi tà đế xuất hiện. Hừ, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên, thanh âm tựa hồ nổ vang tất cả mọi người trong linh hồn, làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên. Một thân ảnh theo tà đế lâu đài bên trong bắn nhanh mà ra, bay lên thành trì trên không, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt khóa chặt giang giật âm thanh lạnh lùng nói, giang giật, người muốn trả thù cứ việc động thủ, tà ra con em không có sợ chết thứ hèn nhát. Bất quá bản đế cảnh cáo nói ở phía trước, một khi công kích tà đế thành, người cùng tà gia liền là không chết không thôi kết cục, người toàn bộ bằng hữu thân nhân tộc người, cũng sẽ trở thành tà gia trả thù đối tượng. Tà đế xem ra đích thật là không có cách nào, đường đường cửu đế một trong đều cầm giang giật thân nhân bằng hữu uy hiếp. Huyền thần cung hắn căn bản không phá được, hắn cũng không nguyện ý cúi đầu, chỉ có thể cầm cái này uy hiếp giang giật, cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Ai ngờ, lời này nghe vào giang giật trong tai lại là phá lệ trói tai, cũng tựa hồ có ám chỉ gì khác. Lúc đầu tiền quý cùng chiến nhất minh ngay tại tà ra một cái đại cung phụng trong biệt viện, sở dĩ hắn coi là tà đế là cầm hai người này tính mệnh đang uy hiếp hắn. Hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bất quá nhưng không có lên tiếng. Bản tôn tại huyền đế trong các thả gia thần niệm, lặng yên trong thành giò xét, tìm kiếm y thiền lý phi vũ bọn người, cũng đang tìm kiếm ảnh hoàng người, căn cứ bọn hắn gợi ý, tìm tới tòa kia biệt viện. Y thiền ngũ trưởng lão lý phi vũ cùng lý ra năm cái rưỡi thần toàn bộ xâm nhập vào trong thành, các nàng đều phục dụng y ra một loại cường đại dịch dung đan, thu liếm khí tức, coi như tả đế không tra xét rõ ràng đều rất khó phân biệt ra được. Các nàng đã vào chỗ, Giang giật rất mau tìm đến y thiền, nàng mặc dù dịch dung thành một cái nam tử, nhưng trên mặt vẫn như cũng mang theo quỷ vương mặt nạ, một đầu dấu ở trong nón an toàn tóc tím cũng lộ ra mấy cây. Cách đó không xa tự có ảnh hoàng người lưu lại ký hiệu, Giang giật lập tức khóa chặt tòa kia biệt viện, y thiền các nàng ngay tại biệt viện đối diện trà lâu bên trên. Biệt viện rất lớn, bên trong mở ra cấm chế cường đại, giang giật thần niệm căn bản dò xét không được, hắn đôi mắt nhất chuyển, quyết định hành động. Xuy suy huyền thần cung hắc quang lấp lánh, bốn phía không gian vỡ ra, huyền thần cung bay vụt mà tiến, sau một khắc tả đế thành bên trong không gian chấn động huyền thần cung lao nhanh ra, sau đó đối tỏa kia biệt viện đột nhiên đánh tới. Oanh, biệt viện cấm chế mặc dù rất mạnh. Nhưng cùng huyền thần cung cấm chế so sánh là tiểu vu gặp đại vu, cấm chế thoáng cái bạo liệt, giang giật quát lớn âm thanh cũng vang lên, động thủ hiu 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 đối diện trong tử lâu bảy đạo thân ảnh bắn ra toàn bộ khí thế đại thịnh kia kinh khủng bán thần khí thức để phụ cận người cùng phía trước trong biệt viện bọn người hầu dọa đến toàn bộ la hoàng lên thật can đảm tà đế giận tím mặt phi tốc hướng huyền thần cung vào tới trong tay tỏa ra ánh sáng liền muốn công kích hắn đồng thời quát lớn toàn bộ đại cung phụng xuất động đem giang giật người diệt mặt khác khởi động số một kế hoạch vù vù tà đế lâu đài bên trong mười mấy tên bán thần bắn ra còn có vô số thiên quân đỉnh phong cũng bay ra ngoài bán thần bọn họ khóa chặt lý phi vũ bọn người liền muốn công kích huyền thần cung bọn hắn không có cách nào đánh tan nhưng giang giật mang tới người bọn hắn có thể toàn bộ giết chết a à, không ai lý phi vũ bọn người thần thức trước tiên hướng trong biệt viện quét tới nhưng bên trong cũng không có giang giật trên bức họa người giang giật thần thức cũng quét tới đồng dạng không có phát hiện tiền quý cùng chiến nhất minh toàn bộ vào huyền thần cung giang giật thần thức lần nữa quét mấy lần sợ y thiền bọn người bị giết hắn vội vàng quát lớn Y Thiền rất thông minh đã sớm hướng huyền thần cung bay tới, huyền thần cung đại môn lúc này cũng mở ra, Y Thiền thoáng cái tựu bay vụt tiến vào. Xuy suy mấy chục đạo lưu quang mở ra, khí tức kinh khủng để thành nội vô số con dân hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, hơn nữa còn có không gian đạo văn cường giả, để không gian kịch liệt chấn động, giảm miễn lý phi vũ đám người tốc độ. Giang giật thần thức quét qua, vội vàng khống chế huyền thần cung bay đi, ngăn tại lý phi vũ bọn người phía trước. Dầm dầm dầm, mấy chục đạo công kích toàn bộ đập vào huyền thần cung bên trên, huyền thần cung không nhúc nhích chút nào, chỉ có hắc quang lấp lánh, kinh khủng sóng xung kích ngược lại là đem phụ cận lầu các sông đảo một mảnh, rất nhiều bình dân tươi sống bị vùi lấp đi vào. Vù vù, Lý Phi vũ bọn người toàn bộ vọt vào huyền thần cung, giang giật lúc này mới yên tâm lại, nội tâm của hắn cũng nổi giận vô cùng, khống chế huyền thần cung đối tả ra bán thần cùng quân đội hung hăng đánh tới. Thiên tinh đại lục vài ước cái nhân mạng, Giang Vân Hải bọn người mất tích, để giang giật gần nhất trong khoảng thời gian này tâm bi đau nhức nổi giận tới cực điểm. Giờ phút này liền xem như doãn nhược băng cùng y thiền cũng ngăn không được, hắn quyết định trước huyết tẩy tà đế thành lại nói. chương 1157, hiểu lầm, ông, huyền đế thành nội vòng bảo hộ mở ra, tà đế bạo tiếng giống vang lên, sở hữu lớn nhỏ gia tộc võ giả nghe mệnh lệnh, mang theo toàn thân thành người rút lui, tà ra con em toàn bộ khởi động đồ ma kế hoạch. Tà đế mệnh lệnh liền là tối cao ý chỉ, người bên trong thành đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chỉ cần là võ giả nhau nhau mang lên một hai người trực tiếp nhảy vọt lên thành trên tường hướng ngoài thành phóng đi. Có thể đi vào tà đế thành ở lại, bao nhiêu đều có một ít thực lực, kém nhất cũng có cái kim cương thần du cảnh, sở dĩ thành nội vòng bảo hộ mở ra sau khi dẫn người chạy ra ngoài thành ngược lại là vô cùng đơn giản. Chăm chú là hai nén hương thời gian, thành nội hơn phân nửa con dân đều trốn ra ngoài thành, tà ra một chút cấp thấp võ giả cũng nhau nhau xuất động mang theo thành nội con dân rút lui. Giang giật trong khoảng thời gian này đã trải qua rồi chu diệt, huyền thần cung như màu đen như u linh trong thành bay loạn, truy sát tà ra bán thần cùng quân đội, hai nén hương thời gian đã chém giết ít nhất 4 năm ngàn người. Rầm rầm rầm, ba cái bán thần bị đụng bay ra ngoài, nguyên lực nhiễu loạn, giang giật khống chế huyền thần cung ẩm vang nghiền ép mà xuống, nhẹ nhóm bị ép thành thịt nát, phía dưới rất nhiều không lầu các bị san bằng đất bằng. Tà đế lâu đài tổn thất nghiêm trọng nhất, đã có mấy chục tòa tòa thành bị hủy diệt. Giết, 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 vô số tà ra con em bạo hống, bọn hắn các loại trở thành nội con dân trốn được không sai biệt lắm về sau. Rất nhiều người lấy ra một viên màu đỏ đan dược nuốt đi vào, chậm rãi trên người bọn họ khí thế càng ngày càng cường đại. Thiên quân nhất trọng nuốt loại đan dược này về sau, khí thức toàn bộ đạt đến thiên quân đỉnh phong. Thiên quân đỉnh phong thì đạt đến bán thần khí tức, bọn hắn không chỉ khí thức gần, Đánh ra nguyên lực đạo văn công kích cũng có thể so bán thần. Ngoá, Giang giật tại Huyền Đế trong các sắc mặt đại biến, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, Tà gia đạt tới lục tinh cường giả thực lực võ giả tổng cộng đến 300 người, mà lại số lượng này còn đang tăng thêm, giống như Tà gia toàn bộ thiên quân đỉnh phong đều đạt tới bán thần thực lực, kia ít nhất có mấy ngàn người. Mấy trăm bán thần đồng thời công kích Huyền Thần Cung, có thể tưởng tượng cường độ công kích lớn bao nhiêu. Huyền Thần Cung tốc độ rất nhanh, nhưng diện tích quá lớn a khoảng cách gần như thế, nhiều người như vậy không muốn mạng công kích, huyền thần cung năng lượng tiêu hao tốc độ quá nhanh. Như cho bọn hắn tiếp tục công kích xuống dưới, không đợi giang giật chém giết tất cả mọi người, huyền thần cung cấm chế liền sẽ bị phá ra. Tình huống như thế nào? Y thiền cùng Lý Phi Vũ bọn người bị truyền tống vào huyền đế các, Y thiền cùng Doãn Nhược Băng nhìn thấy Giang giật sắc mặt lập tức quan tâm hỏi. Giang giật một bên khống chế huyền thần cung hướng người nhiều nhất tà đế lâu đài bay đi, để tà ra người sợ ném chuột vỡ bình, vừa cùng Y Thiền giải thích nói, tà ra người nuốt một loại đan dược, đạt tới bán thần thực lực đã có vài trăm người, đây là đan dược gì? Đồ ma đan, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng đồng thời kinh hô lên, Doãn Nhược Băng vội vàng nói, Giang giật nhanh khống chế huyền thần cung rời đi, đồ ma đan chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, tà ra đây là muốn liều mạng với ngươi, nuốt đồ ma đan sau một tháng không thể động võ, trước tạm thời tránh đi. Tốt, Giang giật cũng không phải ngớ ngẩn. Dù sao tìm không thấy chiến nhất minh cùng tiền quỹ, vô ích bị đánh kia là huyền thần cung kịch liệt run lên vọt vào vết nứt không gian bên trong độn thiên biến mất không thấy a à, a à, giang giật cầu tặc có ngon thì đừng chảy tà đế nổi giận đại hống vừa rồi một phen điên cuồng công kích tà đế thành rất nhiều nơi đều bị san thành bình địa còn có vài đoạn tường thành đều bị đánh nát toàn thành vết thương xinh đẹp tà đế thành trở nên vô cùng xấu xí tà đế lâu đài bên trong rất nhiều tòa thành cũng bị hủy đi trọng yếu nhất chính là tà gia cường giả chết mấy ngàn bán thần chết 10 cái. Nuốt đồ ma đan người lập tức rút lui, những người còn lại lưu lại. Tà đế rất nhanh tỉnh táo lại hạ lệnh, những người kia lại cắn răng không chịu rời đi. Một tên trưởng lão trầm giọng quát lớn nói, tộc trưởng, hơn 70 vạn năm, tà đế thành một cái tại chúng ta tà ra trong tay, thành tại người tại, thành vong người vong. Chúng ta nguyện cùng tà đế thành cùng tồn vong, mời tộc trưởng ân chuẩn. Mời tộc trưởng ân chuẩn, những người còn lại cũng nhao nhao quát khẽ, Kỳ thật doãn nhược băng cùng y thiền không biết là cái này đồ ma đan nhất sáng sau khi dùng, về sau thực lực vĩnh viễn không có khả năng tiến bộ, cả một đời cũng liền dạng này. Đây đối với võ giả tới nói là chí mạng, không có hy vọng, sở dĩ bọn hắn tình nguyện chiến tử ở đây. Thôi, thôi, ta đế nhìn qua một đám gia tộc trưởng lão, vô lực khoát tay áo, thở dài nói, giống như lên trời muốn chúng ta tà ra diệt phong lời nói, đó chính là chúng ta mệnh. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại một chút lợi thức, giang giật tộc nhân cùng người thân bằng hiếu, đừng mơ có ai sống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Chờ đến đúng lúc, những cái kia nuốt đồ ma đan người toàn bộ bay xuống, tinh thần trở nên cực kỳ uể oải, thân thể cũng rất là suy yếu, đều chỉ có thể xếp bằng ở trên quảng trường, liền đứng lên cũng khó khăn. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, tà đế thành bên trên không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó huyền thần cung giống như u linh theo đen nhánh vết nứt không gian bên trong vọt ra, giang giật quát lạnh âm thanh cũng truyền khắp cả tòa tà đế thành tiếp tục nuốt đồ ma đan a à, ta xem các ngươi có bao nhiêu đan dược có bao nhiêu người có thể dùng cùng lắm thì ta thêm độn thiên mấy lần hôm nay không hủy đi tà đế thành đem các ngươi tà ra đồ sát sạch sẽ ta quyết không bỏ qua a à, a à, tà đế vốn định hạ mệnh lệnh để còn lại bộ phận con em nuốt đồ ma đan nghe được giang giật lời nói hắn nổi giận giống to cũng ngăn lại những người còn lại nuốt đan dược giang giật nếu biết đồ ma đan hắn còn có thể lợi dụng huyền thần cung độn thiên thời gian tính được như thế chi chuẩn, hắn đổ ma kế hoạch hoàn toàn mất hiệu lực, cũng căn bản không phá được huyền thần cung, chỉ có chờ đợi thành phá người vong. Giang giật, người ác ma này, chúng ta coi như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang giật, người cái này phát rồ chi đồ, Phật đế bọn hắn cũng là mắt bị mù thế mà che chở ngươi ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta tả ra con em một ngày không chết hết, cùng ngươi bất luận cái gì có quan hệ người, đều muốn đụng phải chúng ta tả ra con em trả thù. Đúng, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, không chết không thôi. Rất nhiều tà gia lão giả nổi giận giống to, bọn hắn điên cuồng hướng huyền thần cung công kích, mặc dù biết không phá được huyền thần cung, nhưng bọn hắn vẫn là cố chấp công kích, liều vào cuối cùng một hơi. Hưu, huyền thần cung hóa thành màu đen mũi tên vọt vào tà gia trong đại quân bắt đầu đồ sát, giang giật tiếng đùa cợt cũng vang vọng khắp nơi, ta phát rổ phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ta vốn đã quên đi cùng các ngươi tà gia ân oán đều không định trả thù các ngươi tà gia có thể các ngươi là thế nào làm thiên tinh đại lục vài ức người toàn bộ vô tội bị giết, những người kia có cái gì sai lầm các ngươi tả ra còn là người sao các ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta tự dám làm 15, hôm nay các ngươi tả ra toàn bộ người đều muốn chết. Chờ chút, ta đế đôi mắt co rụt lại, bạo hống, giang giật, người nói cái gì cái gì vài ức người ta tả ra chưa từng làm qua như thế việc ác. Giang giật đem tả đế xem như đánh giấm tiếp tục đồ sát, ngần ấy thời gian, ta ra bán thần lại chết đi bốn cái, quân đội võ giả thức thì bị chém giết ít nhất có hai ngàn người, hắn đổ sát một trận, mới cười lạnh truyền lời ra nói, tà đế, dám làm không dám là tính là gì hảo hán ngươi không phải mới vừa nói muốn trả thù ta, muốn giết chết bắt cóc người sao ngươi dám giết một cái, ta tự giết các ngươi tả ra một vạn người, ngươi dám giết hai cái, ta giết các ngươi nhất tộc, bất kỳ người nào cũng sẽ không buông tha. Không đúng, không đúng, tà đế kinh nghi giống to, giang giật, khẳng định là hiểu lầm. Bản đế dùng tà ra liệt tổ liệt tông danh nghĩa thể, Chúng ta tuyệt đối không có đi giết cái gì thiên tinh đại lục vài ức người, càng không có bắt cóc người người, vừa rồi chỉ là uy hiếp ngươi mà thôi. Giang giật, đừng giết, lại giết chúng ta tà gia tựu không ai, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Hiểu lầm, huyền thần cung ở giữa không chung dừng lại, Giang giật có chút phiếm hồng trong đôi mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi, vừa rồi Lý Phi vũ cùng hắn cũng không có tại trong biệt viện dò xét đến tiền quỹ bọn người, chẳng lẽ lại thật là có người đang mượn đao giết người chương 1158, các loại chờ. Giang giật thần thức một lần lại một lần tại tà đế thành bên trong quét tới, nhưng lại cũng không có tìm được tiền quỹ chiến nhất minh, tâm hắn niệm khẽ động, trong tay lấy ra tấm kia giấy viết thư thông qua cấm chế truyền tống ra ngoài, bắn thẳng đến tà đế nói, chính ngươi nhìn xem thư này. Còn có ta người dò xét đến các người có một cái trưởng lão cung phụng tham dự việc này, vừa rồi ta công kích biệt viện là ai đem người này mang ra hỏi một chút liền biết. Tà đế, hôm nay không giao ra hai người này, không cho ta một cái công đạo, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi tà gia. Muốn cứu người, mau tới tà đế thành. Chưa đến nửa tháng, đầu người rơi xuống đất. Tà đế xem xét thư này giấy, sắc mặt càng khó coi hơn. hắn một bộ bị oan uổng biểu lộ kêu to lên, vu hám, tuyệt đối là vu hám. Giang giật người suy nghĩ một chút, nếu ta có con tin nơi tay, ta sẽ còn vận dụng đồ ma đan, còn có thể cùng ngươi liều mạng đây tuyệt đối là vu oan giá hỏa. Ta dùng liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát thể, việc này ta tuyệt không cảm kích gia tộc phần lớn người cũng tuyệt đối không biết rõ tình hình, còn như ngươi mới vừa nói giết chết vài ức bình dân, kia càng không phải là chúng ta tà ra làm. Giang giật thần thức hướng tà ra còn sống sót bán thần cùng trưởng lão trên mặt quét tới, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt không hiểu thấu thần sắc, có chút tin tưởng tà đế lời nói. Tà đế nếu là trong tay thực sự có người chất, liền sẽ trực tiếp áp chế chính mình, cũng không trở thành giết nhiều người như vậy, còn thúc thủ vô sách. Hắn ngưng tụ một cái hư ảnh, chỉ vào tòa kia tiền quỹ cùng chiến nhất minh chỗ biệt viện nói ra, cái này là ai biệt viện của ta hai người, ba ngày trước bị mang vào cái này biệt viện. Đem cái này biệt viện chủ nhân kêu đi ra, ách, ta đế ánh mắt hướng tà ra một đám trưởng lão nhìn lại, quát khẽ nói cái này là ai. Hồi tộc trưởng, cái này tựa như là tà hổ trưởng lão. Một tên trưởng lão nhìn lướt qua trầm giọng nói, ta đế lập tức vung tay lên nói tà hổ đâu tìm tới hắn. Thành nội một đám người lập tức bắt đầu chuyển động, tìm tòi khắp thành, rất nhiều nhân thần thức loạn quét dò xét, một người rất nhanh hoảng sợ nói, tà hồ ở nơi đó, bất quá giống như. Chết, hưu, trưởng lão kia hướng một tòa thành lâu đài bay đi, không lâu lắm mang ra một cỗ thi thể, thi thể kia rất rõ ràng chết có một hồi, thi thể đã cứng ngắc lại. Mà lại trên mặt biến thành màu đen, hẳn là bị hạ độc chết. Là chúng kịch độc, lấy mạng sen, các vị lão giả bay tới kiểm tra một phen, một người trầm giọng nói ra, tà hổ chết đi ít nhất đã nửa ngày, là giang giật trước khi đến chết đi. Giang giật tại huyền đế trong các tiện tay vung lên, không gian xuất hiện một hình ảnh, hắn chỉ vào tà hồ cùng Lý Phi Vũ bọn người hỏi, "Chư vị, thỉnh cầu phân biệt dưới, thế nhưng là cái này cái trưởng lão." Lý Phi Vũ mấy người đã biến trở về bộ dáng lúc trước, Lý Phi Vũ nhìn một điểm không giống một lão giả, ngược lại giống như là một cái bá khí trung niên kiêu hùng, đầu vuông tai to, mắt hổ tinh mang rạng dỡ, hắn hướng một tên bán thần nói ra, "Lão ý ngươi xem một chút." Lý ra một tên trưởng lão gật đầu nói, không sai, liền là hắn, kia cá biệt viện liền là hắn. Ta người ba ngày trước dò xét đến tiền quỹ cùng chiến nhất minh bị mang trong sân, sau đó một mực chưa hề đi ra. Nhưng lại không biết vì sao chờ chúng ta xông đi vào, người nhưng không thấy. Y thiền khe khẽ thở dài nói, hẳn là vụ oan giá hỏa. Mục đích rất rõ ràng, để giang giật hủy đi tà ra, để đại lục loạn hơn. Mã lạc qua bích, giang giật thầm mắng một tiếng, hắn nhắm mắt lại trầm tư một lát, rất nhanh truyền thanh ra ngoài tà đế ta mặc kệ ngươi là có hay không biết rõ việc này bắt cóc ta người là nhà ngươi trưởng lão ngươi không giúp ta tìm tới hai người kia ta chỉ có thể tìm ngươi phiền toái tà đế cùng tà ra một đám người lật lên bạch nhãn giang giật nhìn ra là giá họa giết tà ra nhiều người như vậy một câu nói xin lỗi không có ngược lại trả đũa đây cũng quá bá đạo việc này trước kia không phải tà ra ưa thích làm sao hôm nay phong thủy luân chuyển tà ra trái lại bị người khác khi nhục hết lần này tới lần khác giờ phút này tà ra còn không dám cãi lại quyền đầu cứng mới là chân lý giang giật có được huyền thần cung có thể diệt tà ra mà lại việc này tà ra một tên trưởng lão cũng nói rõ dính vào nói cái gì cũng vô ích tà đế chỉ có thể cắn răng nói ra ta liền người nào cũng không biết ta làm sao đi tìm nhà ta trưởng lão này rõ ràng bị người khống chế lợi dụng tà đế thành đều loạn thành dạng này ngươi để cho ta làm sao tìm được vù vù giang giật đem tiền quỹ cùng chiến nhất minh chân dung truyền tống ra bay vụt đi tà đế trong tay, lạnh giọng nói ra, ta cho ngươi ba ngày thời gian, coi như tìm không thấy người, ngươi cũng phải tìm ra một chút manh mối, còn có ngươi ra người bị ai khống chế lợi dụng, cũng phải cấp ta một chút bàn giao, nếu không. Hừ hừ, suy suy, huyền thần cung độn thiên hướng mặt phía bắc bay đi, giang giật không phải là đồ ngốc, nếu biết là bị người mượn đao giết người, đương nhiên sẽ không đi làm cây đao này. Lần này cũng giết tà ra không ít cường giả, bán thần đều giết 10 cái, tà ra xem như nguyên khí bị thương nặng, uy danh cũng hạ xuống lịch sử thấp nhất, đối với tà gia tới nói là đả kích nặng nề. Năm đó cùng tà phi tà đế ân oán, hôm nay cũng coi như hiểu rõ. Huyền thần cung bay đi tốc độ rất chậm, giang giật thần niệm hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, tà hổ chỉ chết nửa ngày, màn này sau hắc thủ khẳng định cũng mới rời đi nửa ngày. Tiền quỹ cùng chiến nhất minh khẳng định là bị phía sau màn hắc thủ mang đi, hắn hy vọng xa vời có thể sử dụng thần niệm truy tung đến một chút manh mối. Đáng tiếc huyền thần cung bay nửa ngày, Giang giật đem phương viên số ngàn vạn giảm tra xét rõ ràng mấy lần, không có phát hiện bất luận cái gì nghi điểm, cũng không có tìm được chiến nhất minh tiền quỹ cùng bất luận cái gì người khả nghi. Lần này vẫn là đa tạ lý đại nhân cùng chư vị trưởng lão. Giang giật mở to mắt, mệt mỏi hướng lý phi vũ bọn người chắp tay nói, hy vọng các người tiếp tục giúp ta truy tra một chút hai người kia tin tức. Lần này ta giang giật thiếu các người một cái nhân tình, có bất kỳ sự tình cần tại hạ xuất lực, cứ việc phân phó một tiếng. Ha ha ha, Lý Phi Vũ cười ha hà nói, Giang tiểu huynh đệ quá khách khí, Phật đế năm đó đối ta có đại ân, nếu là thiền tiểu thư ra mặt, chúng ta tự nhiên muốn hết sức. Ân tình sự tình tiểu miễn đi, không qua sông tiểu huynh đệ người bạn này ta giao, có cơ hội nói đi Phi Vũ thành, chúng ta hảo hảo uống vài chén, chúng ta trước hết cáo từ. Giang giật cảm kích chắp tay, đó có thể thấy được Lý Phi Vũ cũng là tính tình bên trong người, y thiền một câu hắn tự tự mình xuất động, rất là giảng nghĩa khí. Giang giật ngược lại là không có lấy cổ khí loại hình đưa cho bọn họ, vậy quá tục khí, bằng hữu chi giao ở chỗ tâm. Lý Phi vũ bọn người đưa ra ngoài, Giang giật trầm mặc ngồi tại chủ vị, huyền thần cung giờ khắc này ở một tòa sơn mạch trung tâm, hắn dứt khoát cũng không đi, liền để huyền thần cung dừng ở một cái sơn cốc bên trong. Giang giật, chúng ta làm sao bây giờ doãn nhược băng cũng không cách nào, y thiền lại là nhớ tới một chuyện khác, nghi ngờ lẩm bẩm nói, trước khi đến ta đã để cho người ta đưa tin cho ra ra, vì sao Gia Gia không có chạy tới. Giang giật không muốn để ý tới Phật đế sự tình, đại lục hảo kiếp hắn cũng không tâm tư đi quản. Hắn chỉ có thể cứu ra tiền quỹ chiến nhất minh Giang Vân Hải bọn người, còn lại sự tình tự nhiên có các đại lão suy nghĩ biện pháp, hắn không phải chúa cứu thế, trước mắt cũng không thể lực đi cứu thế. Đợi, hắn trầm tư một lát mới mở miệng nói, đợi tà đế điều tra ra manh mối, cho chủ sử sau màn lại một lần nữa xuất động, bọn hắn đã có thể cho ta mượn đao diệt tà ra, khẳng định hội mượn đao diệt còn lại gia tộc, lần sau bọn hắn xuất động về sau, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc cha một chút lại nói. chương 1159, Thú Đế Thành Giang giật đại náo tả đế thành sự tình rất nhanh bị truyền ra, bất quá sự thật lại bị người bóp méo, ta ra vì mặt mũi, lặng yên thả ra tin tức nói giang giật là đang đả kích trả thù, cũng không có nói tả hổ tiền quỹ bọn người nửa chữ. Lúc đầu đại lục giờ phút này tựu một mảnh rối bời, lần này loạn hơn, giang giật đây là lửa đổ thêm dầu, giống như cửu đế gia tộc đều ngã xuống, vậy còn có người nào có thể thủ hộ đại lục lập tức tiếng mắng một mảnh, giang giật triệt để biến thành một cái lăn lộn thế đại ma đầu. Đương nhiên những cái kia siêu cấp gia tộc ngược lại là đều nhận được tình báo, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút nội tình, thiên tinh đại lục vài ức người chết việc này làm sao đều che giấu không được, bọn hắn cũng biết giang giật vì sao muốn đi tả đế thành đại náo. Bất quá đại các gia tộc đều lựa chọn trầm mặc giang giật thanh danh đã xấu, đi giải thích đã không có ý nghĩa, còn dễ dàng đắc tội tà gia chiến gia vũ gia, dù sao bị người mắng vài câu cũng sẽ không đi mấy khối thịt ba ngày sau tà gia người tìm được giang giật bất quá điều tra ra được tình báo có hạn tiền quỹ cùng chiến nhất minh hoàn toàn chính xác được đưa tới tả đế thành việc này có thể xác định tà hổ trước đó cũng hoàn toàn chính xác cùng mấy cái người áo đen tiếp xúc qua nhưng bởi vì tà hổ là tà gia một tên thực quyền trưởng lão có được quyền lực rất lớn sở dĩ hắn bí mật làm chuyện gì những người còn lại cũng không cảm kích những hắc y nhân kia thân phận cũng không thể nào biết được giang giật hướng tà đế thành bay tới lúc thành nội đã đại loạn đám người áo đen kia có tà hổ yểm hộ sở dĩ ai cũng không biết đi đâu tiền quỹ tung tích của hai người cũng không thể mà biết tà đế truyền lời tới tà hổ hồn ấn biến mất trở thành người khác nô lệ sở dĩ hắn làm ra việc này cùng tà gia hoàn toàn không có quan hệ thành nội người đã chết quá nhiều rất nhiều nội tình cũng căn bản không cách nào điều tra giống như giang giật bởi vì chuyện này quả thực là muốn tìm tà gia phiền phức bọn hắn chỉ có thể tiếp lấy Tà đế trong lời nói rất lớn oán khí, Giang giật cũng không còn như bởi vì một câu bất âm bất dương nổi giận, tà ra điều tra cũng có lý có cứ, không thể nói tà ra vô năng, chỉ có thể nói đám người áo đen kia thủ đoạn quá tuyệt diệu. Tại Giang giật triệt để thúc thủ vô sách lúc, một tên người áo đen đối bóng đêm bí mật tiềm hành tới huyền thần cung phụ cận, tại Giang giật trước tiên phái ngũ trưởng lão chuẩn bị đi lấy hạ người này về sau, người kia lại đột nhiên miệng phun máu đen tự sát, ngũ trưởng lão theo trong ngực hắn tìm ra ba tấm chân dung còn có một phong thư, Chân Dung vẫn là tiền quý cùng chiến nhất minh, lần này nhiều một tấm Giang Vân Hải, mà lại Giang Vân Hải vẫn là toàn thân chân Dung, một cái cánh tay đoạn mất, vẽ giống như đúc, tuyệt đối là chân nhân. Trên thư chỉ có một câu ba người này tại thú đế lâu đài bên trong, trong nửa tháng không đuổi tới thú đế lâu đài, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại tới đây chiêu, Giang giật nổi giận một trường vỗ nát một tấm đắt đỏ thanh mộc bàn vuông, doãn nhược băng cùng y thiền nhìn qua tin sau sắc mặt hai người đại biến, Doãn nhược băng kéo lại giang giật tay nói, giang giật, lần này không thể trùng động nữa, tiếp tục như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ lộn xộn. chủ sử sau màn mục đích quá minh xác, muốn người quấy đến đông hoàng đại lục đại loạn, bọn hắn tốt đục nước béo cò. Ta biết, giang giật nặng nề thở dài nói, nhưng ta có thể không đi sao. Y thiền đôi mắt đẹp chuyển động, nhẹ giọng nói ra, giang giật người có thể đi, nhưng lần này không thể giết người, ta trước truyền tống đi thú đế thành đi, để thú đế trước tiên đem người cứu ra. Không được, Giang giật lắc đầu nói, người đi quá nguy hiểm, nếu để chủ sử sau màn biết rõ, vạn nhất đem người cầm xuống làm sao bây giờ. Không có chuyện gì, y thiền mỉm cười nói ra, nhà ta có dịch dung đan, mà lại ta mang theo ngũ trưởng lão đi, còn có thể đi lý ra mời mấy cái bán thần hộ vệ, một đường truyền tống đi qua, hẳn là rất an toàn. Giang giật yên tâm đi, ta đi thú đế thành sẽ không làm loạn, trước liên hệ thú đế, đem sự tình nói rõ ràng, thú đế khẳng định hội cứu người. Tốt ha! À? Giang giật gật đầu nói, vậy ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, có thể hay không cứu người khác nói, ngươi đến cam đoan an toàn của mình. Y thiền không nói gì mỉm cười, mang tới mặt nạ, nuốt một viên đan dược, biến thành một cái nam tử bộ dáng, lần này đem toàn thân đều bao phủ tại chiến giáp bên trong, người bình thường căn bản dò xét không ra là Y thiền, trừ phi đối nàng linh hồn khí tức hết sức quen thuộc người. Giang giật đem ngũ trưởng lão cùng Y thiền truyền tống ra ngoài, thần niệm một mực khóa chặt hai người, thẳng đến vào thành truyền tống rời đi sau mới yên tâm lại. Hắn theo kính nguyệt trong hồ truyền tống hai tên thiên quân đỉnh phong ra, để bọn hắn mang theo hạt châu màu xanh lục đi tìm ảnh hoàng người, mời ảnh hoàng người lập tức truyền tống đi thú đế thành, dò xét giang vân hải đám người hạ lạc. Chính hắn ngược lại không gấp, thú đế thành ngay tại đại lục phía nam rời đi nơi này cũng không xa, độn thiên năm sáu ngày liền có thể đến, giống như hắn tự chạy tới, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Xác định kia hai tên thiên quân tiến vào thành về sau, Giang giật tại phụ cận dò xét một lần, không có phát hiện có người áo đen, hắn đi kính nguyệt hồ đem sự tình cùng chiến vô song tiền vạn quán tư đồ nhất tiếu bọn người nói chuyện, để bọn hắn phân tích một chút. Mấy người sau khi nghe xong cao mày, trầm mặc không nói, một hồi lâu tiền vạn quán mới nói ra, lão đại, việc này xem tình huống thật đúng là không phải cửu đế gia tộc làm. Sự tình rất rõ trong sáng, chủ sử sau màn mượn người công kích cửu đế gia tộc, để đại lục đại loạn. Cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, người công kích một nhà, chín nhà đều thật mất mặt uy nghi cũng hạ thấp cực điểm đôi này cửu đế gia tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tư đồ nhất thiếu cũng gật đầu nói vạn quán nói có đạo lý mặc dù ta đứng tại thần tứ bộ lạc lập trường hy vọng ngươi đem cửu đế gia tộc đều tiêu diệt nhưng sự thật hẳn không phải là cửu đế gia tộc làm cửu đế gia tộc tồn tại mấy chục vạn năm chưa từng có người nào dám như thế đánh bọn hắn mặt người công kích chiến gia lại công kích tà gia cái này khiến đại lục con em đối với cửu đế gia tộc sùng bái cùng lòng tin đạt đến thấp nhất rất nhiều phụ thuộc bọn hắn gia tộc đoán chừng cũng sẽ có ý nghĩ, một khi cửu đế gia tộc loạn, đại lục cũng liền triệt để loạn. Tư đồ nhất tiếu rất khách quan, cũng thẳng thắn, Giang Giật cũng cảm thấy có đạo lý, việc này đối với cửu đế gia tộc xác thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tỷ như lần này tà đế gia tộc bị hắn giết nhiều người như vậy, thành hủy người vong, tà gia liền tà đế thành đều thủ hộ không được, phụ thuộc tà gia người như thế nào lại còn tin tưởng tà gia. Giang Giật, lần này đi thú đế thành, người nhất định muốn khắc chế. Chiến vô song ngưng âm thanh nói ra, coi như đồ ra ngữ khí thái độ kém một chút, người cũng không thể xúc động, người không thể lại giết người, nếu không liền để chủ sử sau màn gian kế đạt được, người thân đau đớn kẻ thù sung sướng A. Lần sau nói không chừng liền là bắc đế thành, kiếm đế thành, doãn đế thành. Ừm, ta nhớ kỹ, Giang giật nhẹ gật đầu, tại kính nguyệt trong hồ ngồi nửa ngày, kia hai tên thiên quân trở về, ảnh hoàng người đã đạt được tin tức. Tại đại lục phía đông phía nam toàn bộ trinh sát cùng cường giả đều phái đi thú đế thành, biểu thị toàn lực dò xét nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người. Ba ngày sau đó, Giang giật lên đường, độn thiên đi thú đế thành. Bất luận như thế nào, thú đế thành là phải đi, có thể hay không cứu ra Giang Vân Hải bọn người tự xem y thiền cùng ảnh hoàng người. Sau năm ngày, Giang giật đã tới đổ ra địa bàn, huyền thần cung vừa hiển lộ ra, đổ ra bốn vực lập tức oanh động, lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí còn có người nói dẫn đến đại lục đại loạn chủ sử sau màn liền là Giang Giật, hắn chân chính ý đồ là nghĩ nhất thống đại lục. Giang Giật khống chế huyền thần cung hướng thú đế thành chậm rãi bay đi, tại ngày thứ hai có hai vị ngoài ý muốn khách nhân ngăn cản huyền thần cung, lại là đường ra đường thắng cùng đường minh. Cắt cắt chương 1160, tổng thể, Giang Giật cùng đường ra quan hệ không tệ, chủ yếu là bởi vì đường thắng cùng đường minh hai người, lần trước đường minh được biết hắn thân phận, nhưng một đường đều rất an toàn, Bắc đế không có giết đến tận cửa, điều này nói rõ đường ra là có thể tiến nhiệm bằng hữu, nếu không đã sớm đem hắn bán đi. Đường Minh cùng Đường Thắng hai người chỉ có thiên quân đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Giang giật trực tiếp đem hai người truyền tống vào Huyền Đế Các, Doãn Nhược Băng còn tự thân cho hai người dâng lên nước trà. Có thể uống Doãn tiểu thư đảo nước trà, cái này thiên hạ không có mấy người a hai chúng ta người ngược lại là thật có phúc. Đường Thắng cùng Đường Minh đối mặt đồng dạng, hai người đều rất cảm thấy vinh hạnh cũng đối giang giật khách khí như thế biểu thị mừng rỡ cùng vui mừng. Doãn nhược băng nhàn nhạt cười một tiếng ngồi ở giang giật sau lưng, mặt ngoài chính mình cùng giang giật thân phận, giang giật cười nói ra, hai vị lão ca lần này vì sao có rảnh tới tìm ta có việc nói thẳng, lão đệ nhất định hết sức. Ha ha ha, đường thắng cười ha hả nói, lão đệ tính tình thật, có người câu nói này, hai chúng ta lão giả chết cũng không tiếc vậy. Đường minh cũng nhẹ gật đầu, sắc mặt trang nghiêm, nói đến chính sự, lão đệ, kỳ thật lần này chúng ta là tới khuyên ngươi, thiên tinh đại lục sự tình chúng ta giải một chút, người một ít trưởng bối bị bắt chúng ta cũng biết. Chúng ta lần này là bị tộc trưởng nhờ vả, tới khuyên ngươi một tiếng đừng đi thú đế thành đại náo, việc này không phải cửu đế gia tộc làm. a à, Giang giật hai mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, hẳn là đường ra biết rõ nội tình gì hai vị lão ca yên tâm, ta lần này không phải đi thú đế thành nháo sự, các ngươi nhìn xem cái này đi. Giang giật đem tin đưa cho hai người, hai người nhìn thoáng qua, Đường Minh mở miệng nói, lão đệ đã minh bạch là có người mượn đao giết người, chúng ta cũng yên lòng. Sự tình lần này chúng ta đường ra kỳ thật một mực tại bí mật điều tra, nhưng trước mắt còn không có quá nhiều chứng cứ, chỉ có thể khẳng định một điểm, việc này cùng cửu đế gia tộc thập đại ẩn tông không có quan hệ. Hẳn là thập đại thế gia, hoặc là tội đảo vô tận biển sâu bên kia an bài. Tội đảo, vô tận biển sâu, giang giật cao mày, tội đảo ẩn núp rất nhiều gian tế tại Đông Hoàng Đại Lục, vô tận biển sâu càng không cần phải nói, ảnh hoàng liền âm đế nhân vật như vậy đều có thể khống chế, giống như ảnh hoàng muốn làm thứ gì, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Đầu hắn đau, hắn còn lợi dụng ảnh hoàng người đi cứu người, nếu quả như thật là ngao lư tại phía sau màn thao tác, việc này liền phiền toái. Không bằng hắn bản năng tin tưởng ngao lư không phải là người như thế, thế nhưng là nếu vì vô tận biển sâu lợi ích, ngao lư làm vi phạm lương tâm sự tình đâu. Trong lúc nhất thời, Giang giật cảm giác bất luận kẻ nào đều có thể nghi, coi như đường ra cũng có hiểm nghi, nếu như là đường ra gia tộc chủ sử sau màn mà đường minh cùng đường thắng hai người cũng không cảm kích lần này tới là cố ý lừa dối chính mình đâu trong khoảng thời gian này thiên tinh giới khắp nơi đều là chiến sự còn có cái này hai lần mượn đao giết người mục đích phi thường rõ ràng có người muốn cho đại lục đại loạn nghĩ phá vỡ cửu đế gia tộc bá quyền cuối cùng nhất thống đại lục nếu như vậy phân tích như vậy cửu đế gia tộc thật liền không có hiểm nghi đường ra cùng tội đảo vô tận biển sâu hiểm nghi lớn nhất bởi vì thập đại thế gia đường ra thực lực tối cường, còn lại gia tộc cũng không có nhất thống thiên hạ năng lực. Tội đảo cùng vô tận biển sâu hiểm nghi cũng phi thường lớn, đại lục đại loạn bọn hắn mới có thể thừa cơ quật khởi, nhưng Giang giật lại bản năng lựa chọn tin tưởng tội đảo cùng ngao lư. Nghĩ đến một trận, Giang giật càng phát đau đầu, hắn cũng mặc kệ, trầm giọng hỏi tình huống bên ngoài thế nào. Rất loạn, rất loạn, đường minh thở dài nói, đại lục là khói lửa nổi lên bốn phía, gần nhất nhất có có mười mấy cái vực bộc phát thật to nho nhỏ chiến tranh tà đế chiến đế bắc đế thú đế kiếm đế đều không có ra mặt mà phật đế hiên đế giả dạ hậu hiên đế vừa thần bí mất tích huyết giả dạ hung hải lần nữa phát sinh thú triều chúng ta đường ra liên hợp một chút gia tộc đi huyết giả dạ hung hải trấn áp hải yêu trước mắt còn không biết tình huống a à, ra ra bọn hắn mất tích doãn nhược băng gương mặt xinh đẹp biến sắc giang giật cũng đầy mặt ngạc nhiên hắn vốn cho là có phật đế bọn hắn tại sẽ không ra đại sự không nghĩ tới Phật Đế bọn người mất tích hắn liên thanh hỏi Phật Đế Doãn Đế bọn hắn chiến lược như vậy tại sao lại mất tích ai có năng lực đánh giết các nàng không phải đánh giết các nàng hẳn là đều còn sống chỉ là bị nhốt rồi Đường Minh giải thích nói một đoạn thời gian trước ám ảnh Đại Lục cùng phi mã Đại Lục đại chiến Phật Đế bọn người đi điều tra sau đó không biết làm sao nguyên nhân bọn hắn đi mặt phía Bắc khắc hải cuối cùng mất tích bí ẩn không còn có bất cứ tin tức gì Phật Hoàng Doãn Hoàng đám người đã đi nghĩ cách cứu viện giang giật lãnh mâu lấp lánh ngưng âm thanh nói ra như thế thời khắc vì sao chiến đế bác đế bọn hắn đều không ra mặt chẳng lẽ lại chờ lấy đại lục toàn bộ người diệt vong trở ra sao bọn hắn không phải tự xưng là huyền đế người nối nghiệp thủ hộ nhân tộc sao còn không phải bởi vì ngươi đường thắng trợn trắng mắt nói bọn hắn nếu là rời đi vạn nhất ngươi công thành nữa nhà bọn hắn không tại trong gia tộc rắn mất đầu gia tộc khẳng định hội đại loạn giang giật á khẩu không trả lời được không nghĩ tới chính mình lại trở thành đại lục tội nhân hắn ánh mắt lấp lánh, rất nhanh nghĩ thông suốt một ít chuyện. Xem ra huyền đế cùng suốt thế cùng mình tại huyền đế thành nháo trò, cái này cho chủ sử sau màn tốt nhất xuất thủ thời cơ, lần này Phật đế bọn người mất tích, chiến đế bác đế bọn người tự quét tuyết trước cửa, dễ dàng hơn chủ sử sau màn áp dụng kế hoạch. Hắn giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, chủ sử sau màn vì sao muốn để hắn đi tà đế thành, giờ phút này lại dẫn đạo đi thú đế thành. Hắn không chỉ là mượn đao giết người, còn muốn để cho mình uy hiếp chiến đế bác đế kiếm đế bọn người, để bọn hắn không dám rời đi riêng phần mình chỗ thành trì, để đông hoàng đại lục quần long vô chủ, bọn hắn liền có thể tứ không kiêng sợ dẫn phát càng nhiều đại chiến, để đại lục lại lần nữa tẩy bài. Thật là lớn mưu đồ, thật độc ác kế hoạch, tốt cẩn thận hành động. Dương mưu âm mưu song hành, đến cùng là ai có như thế biến thái mưu đồ năng lực. Giang giật giờ khắc này trong đầu hiển hiện một tấm tuyệt mỹ mặt, loại này bố cục thủ pháp cùng năm đó thiên tinh đại lục quá giống. Giết người ở vô hình, đem thiên hạ anh hào đều đùa bỡn tại lòng bàn tay, rất nhiều mưu kế coi như người đoán được cũng vô pháp cải biến, chỉ có thể theo sắp xếp của hắn từng bước một hướng phía trước đi.